nếp bên chân thật hùng, có nhiều tim thấy chứng minh yêu đôi tôi từng vì nhiều con chúa đã hy sinh. Thần tâm con đến nguyện chúa xin hãy ở bên, dìu qua sóng gió chân ân, xin dâng tròn niềm cảm mến. Vì Chúa yêu thế, những gì là thuộc về con, vì Chúa tha thế, cho dù tôi đã như son, Chúa vẫn chờ con. Với tâm lòng son, dám đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa chăm chăm, cho dù đời con lấm lem, Chúa quên hết những tội tình con yêu em, cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi. Chào tất cả các chị em thân mến. Ta đã biết là buổi nay đây là một tuần rồi, và ngày thứ tuần phút nào từ là buổi nay ta đã có lễ chọn để bắt đầu buổi chay nhìn nhận con người của mình lầm lỗi, khuyết điểm, thế là xin Chúa thứ tha, ăn năn sám hối. Hôm nay chúng ta cũng trong tâm tình sám hối ăn năn đó, chúng ta có cha Quốc Linh thuộc dòng Chúa Cứu Thế tỉnh dòng Baltimore, ngài đang phục vụ ở trên Washington DC Love and Earn God, và ngoài ra ngài cũng đi giảng đó đây. Hôm nay ngài cũng đến đây để chia sẻ với chúng ta một vài suy tư như thế nào. Chắc chắn chúng ta biết cho dù chúng ta có lầm lỗi cỡ nào đi nữa, Chúa vẫn yêu, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn chờ đợi và thứ tha. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, Chúa yêu như chúng ta như thế nào ở nơi thập giá, và Chúa yêu chúng ta như thế nào nơi thánh thể để ở lại với mỗi ngày, với mỗi người chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cùng nhau chào đón cha Quốc Linh. Và cũng như mọi lần thì quý ông bà anh chị em, nếu mà ai trong khi cha giảng đây đó, quý ông bà anh chị em nào cảm thấy mình cần xưng tội thì có cha Thông ngồi ở đây, cha Dũng ngồi trong phòng Đức Mẹ và cha ngồi sau này. Mời quý ông bà anh chị em. Con xin cảm ơn cha. Cha mới về tối hôm qua. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, về thăm bà cố, ông bà cố chắc là lo cho ông bà cố quá, cho nên là về bị cảm. Vâng. Hôm nay con cũng xin được kính chào cha quan nhiệm cùng tất cả quý ông bà và anh chị em, và cha Thông và cha Dũng, tất cả quý cha đại diện cho Chúa đến đây để kéo quý ông bà và anh chị em gần lại với Chúa hơn. Sung sướng chưa? Sung sướng nhỉ? Xin cho các cha một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái chủ đề năm nay mà chúng ta chọn để chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là: đây trên Thiên Chúa đầy đứng xóa tội trần gian. Cái hành động mà mỗi lần chúng ta đi lễ đó, mà vị linh mục cầm lấy chính Chúa Giêsu nâng lên để tuyên bố cho chúng ta, đây là trên Thiên Chúa, đây là đứng xóa tội trần gian. Đó là trọng tâm của thánh lễ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và để có được cái mầu nhiệm đó mà chúng ta cử hành bao nhiêu ngàn năm qua với có được cái giây phút linh thiêng đó. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống của chúng ta lại cảm thấy rất là xem thường. Bởi vì đôi khi chúng ta không hiểu, bởi vì đôi khi chúng ta không biết, hoặc là đôi khi vì cái gì đó mà chúng ta xem thường. Đó, vậy thì tại sao có những cái mầu nhiệm cao cả đó? Vậy thì hôm nay ngang qua những ngày này, xin Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi sâu vào trái tim không chỉ của Chúa Giêsu mà trái tim của Cha chúng ta trên trời. Để chúng ta thấy
chúng ta được yêu thương đến như thế nào. Đến như thế nào. Nhưng mà con người chúng ta thì mau quên lắm, kính thưa quý bà và anh chị em. Chúng ta rất là mau quên. Cho nên để cho giúp cho cái giờ tĩnh tâm của chúng ta sốt sắng hơn, chúng ta tập với nhau một cái đoạn điệp khúc này để chúng ta nhắc cho nhau về những việc Chúa đã làm trong lịch sử nhân loại này và vẫn còn đang tiếp tục làm cho toàn thể nhân loại này, và đặc biệt là đang làm cho mỗi người chúng ta. Anh em xin đừng quên lắng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Dân tôi hỡi, này nghe tôi phán dạy, lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. Mở miệng ra tôi sẽ nói lời huân giao, công bố điều huyền bí thuở xa xưa. Anh em xin đừng quên lắng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Khi gian khó người ta đi kiếm Ngài, Chúa chê tránh rồi họ mới tìm tôn nhan. Đừng vội quên Thiên Chúa chính là núi đá, nơi ân mình là đấng cứu độ muôn dân. Anh em xin đừng quên lắng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lắng, đừng quên ân tình Chúa ban. Bài hát nó là như vậy, nó còn 2-3 cái câu phiên khúc sau nữa, nhưng mà con chỉ chọn cái phần điệp khúc thôi. Và sau buổi tĩnh tâm hôm nay, con xin quý bạn chị em nhớ một lời này thôi, là chúng ta sẽ nhớ được những gì chúng ta chia sẻ với nhau hôm nay, còn bằng không á, nghe tay này lọt qua tay kia. Rồi bây giờ chúng ta hát với nhau luôn nha, nếu được xin anh đệm đàn một chút nha. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Con đánh chữ hoa cái châu công việc Chúa làm đó. Nếu mà chúng ta cẩn thận nhìn lại đời của chúng ta đó, việc Chúa làm nhiều lắm rồi, nhưng mà chúng ta lại quên đi cái ân tình của Chúa. Mình là con người với nhau đây này, mình nhìn thấy nhau này, mà đôi khi mình còn quên đi ân tình của nhau, huống hồ chi là Chúa đấng mình không thấy, phải không? Bao nhiêu những việc Chúa làm rồi. Nên xin hôm nay ngang qua bài hát này, Chúa hâm nóng lại cái ân tình của Chúa đã dành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho cộng đoàn của chúng ta. Rồi, xin quý mẹ cha hát nha. Anh em hài chung, anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Thuộc chưa cơ? Rồi bây giờ mình nhắm mắt lại mình hát nha. Coi thuộc không nha? Rồi. Anh em xin đừng quên lãng hài chung. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Thuộc chưa cơ? Chắc không? Chắc rồi. Lát nữa chúng ta sẽ thay đổi những lời đó. Bài hát này hay lắm và nó cũng giúp con nhiều lắm đó. Khi nào mà mình cảm thấy mình rất là buồn, rất là thất vọng, cái này cái khác, mình hát lại cái bài này là tự nhiên mình nhắc cho rằng Chúa đã yêu thương chúng ta rất nhiều rồi.
Cho nên chúng ta phải sống cho hạnh phúc, phải sống cho đầy niềm hy vọng và phải sống cho vui vẻ nha. Hát lại thêm một lần nữa nào. Anh em hài chung, anh em xin đừng quên lắng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lắng, đừng quên ân tình Chúa ban. Bây giờ giả sử ai đó mà hỏi chúng ta rằng chúng ta nói cho người đó nghe một điều thôi mà mình thấy Chúa làm rất rõ ràng trong đời mình, chúng ta nói được không? Được phải không cơ? Không những được mà còn nhiều nữa là khác phải không? Nên tối hôm nay về, em ơi, anh muốn kể cho em nghe một việc Chúa làm trong đời anh. Em có nhớ không cái lần đó đó, Chúa làm điều này điều khác. Quý mạnh chị em tin đi, mình nhắc lại cho nhau những việc Chúa làm đó, tự nhiên mình gần nhau hơn. Tự nhiên lòng mình ấm lại, tự nhiên mình có tự tin hơn, tự nhiên đức tin của chúng ta mạnh hơn. Đấy. Vậy thì kính thưa quý bạn chị em, hôm nay con đến đây với giáo xứ, với cộng đoàn chúng ta, con không đi một mình, con đi với ai vậy? Chúa là đương nhiên rồi. Con đi với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, phải không? Rồi có Thánh Gioan Newman nữa này. Đấy. Cho nên đây là bức tranh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà nhà dòng, mỗi chỗ con đi thì nhà dòng gửi đến, gửi Đức Mẹ đến trước. Cha Trần cất kỹ quá, chứ lẽ ra phải đưa ra cho quý ông bà chị em cầu nguyện với Đức Mẹ trước một tuần đấy. Bởi vì đối với con tin là Đức Mẹ dọn đường cho ai đó thì mọi sự sau đó sẽ rất là tốt đẹp. Đấy, tại vì cha Trần cất Đức Mẹ kỹ quá. Cho nên hôm nay Đức Mẹ ở đây với chúng ta, chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Và sau những ngày tĩnh tâm này, Đức Mẹ sẽ ở lại với cộng đoàn giáo xứ như một món quà nhà dòng tặng cho cộng đoàn của chúng ta vậy. Và con cũng đề nghị với cha rồi là để cho các hội đoàn được rước mẹ về nhà mình. Bây giờ chúng ta cần Đức Mẹ lắm, kính thưa quý bà và anh chị em nha. Rước Đức Mẹ về mỗi nhà một tuần, mỗi nhà một tuần, và cứ thay phiên nhau như vậy. Cứ thay phiên nhau như vậy. Có những chỗ con đi giảng 6-7 năm nay rồi, bây giờ vòng lại, nó trở thành một cái thói quen trong giáo xứ và người ta rất là thích. Có những người khi Đức Mẹ đi rồi gọi điện thoại cho con, bà cha ơi bây giờ làm sao để con có một Đức Mẹ giống như vậy, để Đức Mẹ ở lại với con luôn. Đấy, tức là con chỉ cho họ cách để họ có thể chuộc một ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà. Là người Việt Nam chúng ta chắc chắn chúng ta quen lắm với hình ảnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phải không? Hình của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp á, là quý bạn xem không chạy đâu khỏi mắt của mẹ được hết. Chúng ta đứng chỗ nào Đức Mẹ cũng nhìn thấy hết. Đấy. Rồi cùng với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là Thánh Gioan Newman. Con làm việc ở tại đền thánh 6 năm và con chứng kiến rất là nhiều những điều lạ lùng mà Thánh Gioan Newman đã làm. Hôm nay ngài đến đây với chúng ta, ngài là giám mục, thánh giám mục đầu tiên của nước Mỹ đó. Kính thưa quý bảo và anh chị em, và ngài làm rất là nhiều những điều lạ lùng. Đây xin quý bạn chị em coi qua cái đoạn video này một chút để biết về cái đền thánh của ngài, cũng như lịch sử của ngài một chút, cũng như những việc ngài làm, để trong những ngày này nếu chúng ta cần đến lời cầu bầu của ngài cách này cách khác, điều gì đó mà quý bạn chị em cần ngài cầu bầu cho, tin đi, bởi vì ngài là bổn mạng của những người di dân, ngài cũng là một người giống như chúng ta đến từ một đất nước khác đến đây mà ngài đã làm thánh rồi đó. Còn chúng ta đến đây làm gì, phải không? Mình đến đây làm gì? Có phải mình đến đây mình sống vài năm rồi mình chết không? Không có đâu. Chúng ta có một sứ mạng. Và sứ mạng đó là sứ mạng gì? Thì dần dần trong những ngày tĩnh tâm này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Xin chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em xa gần đến viếng thăm, cầu nguyện và hành hương tại đền thánh Gioan Newman. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và hiện đang làm việc tại đền thánh Gioan Newman đây. Người ta vẫn gọi Gioan Newman là vị thánh của việc chữa lành, ở Healing Saint, và quả đúng như vậy. Bởi khi còn tại thế, Gioan Newman đã là một linh mục, một giám mục rất thánh thiện. Thánh thiện khi ngài yêu mến Thiên Chúa hết sức, hết những điều mà mình có. Thánh thiện cũng có nghĩa rằng ngài đã luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bế tắc và cuống quẫn. Thì ngày hôm nay bên tòa Chúa, Gioan Newman vẫn tiếp tục làm công việc đó. Ngài đã muốn trở thành linh mục khi còn là một cậu bé rất nhỏ. Nhưng khi lớn lên, ngài đã vào chung viện, đã hoàn tất chương trình học và nuôi trong lòng mình một ước muốn trở thành một linh mục thừa sai. Nơi đây chúng ta đang hiện diện, đền thánh Gioan Newman là một nơi
mà tôi vẫn nói với người ta là một nơi thánh thiêng. Thánh thiêng là bởi vì có một thân xác của một vị thánh. Thiên Chúa đã ban cho Ngài một cái dấu chỉ về sự thánh thiện khi đã cho thân xác của Ngài không bị hoàn toàn hư đi sau hơn 100 năm được chôn cất. Nơi này là nơi thánh bởi vì đã từng có hai vị thánh đến đây cầu nguyện với John Newman là Thánh Catherine Dressel và Thánh John Paul đệ nhị. Nơi này là nơi thánh bởi vì vẫn đang tiếp tục có rất nhiều những lời cầu nguyện được lắng nghe. Và những ai đến đây cầu nguyện với tất cả lòng thành tâm của mình thì khi họ trở về, họ đã không hề thất vọng. Tôi Thánh Louis, tên là Nguyễn Ngọc Châu. Tôi đến đây trên một cái chuyến đi rất nhiều lần, nhưng mà không có lần nào tôi được cứu chữa. Đi với cha trong sứ đạo tới đây là để mục đích là khám phá thôi, chứ thật sự là không có tâm ý gì hết. Tôi xin một cách là đơn giản, không có một cái tâm tình gì đối với cái lời tôi xin. Thì có một lần cách đây 3 tháng hơn, đầy vào khoảng tháng 3, 21 tháng 3. Tôi tới đây thì trên cái chuyến đi đó, đáng lẽ tôi là người tài xế để lái xe cho cái xe minivan 7 người. Nhưng mà hôm đó người em rể của tôi thì xin phép được thành nữ ra, nó là chủ xe. Nó phải lấy xe truck, nó xe Land Cruiser thì nó được 8 chỗ có seat belt. Tôi ngồi sau thì cũng lớn tuổi rồi, 50 mấy 60 tuổi rồi, thì mỗi một lần bước xuống xe thì mệt lắm, chú nhủi mấy lần luôn. Nhưng mà khi đến đây thì vô cầu xin dưới xác của ông Thánh như mình thì cũng còn đau lắm. Nhưng mà khi mà đi ra bên hông này thì ông Thánh của mình mà ông đứng ngoài đó, thì tôi xin điền tên đó các con bỏ vô thùng xong rồi lại ông Thánh như mình thì xin với ông là cho hết đau phần cổ để đi làm, để kiếm tiền nuôi con. Có 5 đứa con. Rồi thì cũng xin vậy thôi. Người chị dâu thì thấy làm vậy có vẻ nó kỳ cục quá. Bởi vì tôi đứng đây cần cổ thì tôi đưa lên cái tay mà tôi cứ gãi gì. Rồi bà nói sao mà chú Châu chú làm gì kỳ cục vậy, chú chắp tay xin cầu xin đàng hoàng. Tôi nói chị ơi con em xin à. Nói làm chú làm gì giống như mà mấy con heo ở trong chuồng hồi xưa nuôi mà gãi ngứa cổ vậy. Nó không có đâu chị, em xin đàng hoàng. Thì đi về thì không biết lúc nào hết, không biết luôn, 2-3 tuần sau luôn, không biết lúc nào hết. Thì hôm đó là party là ngày Chủ nhật, khuya 12 giờ. Khuya thì có một thằng em trong sớm, trong sứ đạo, đi nó cũng đi party đó. Thì nó nói mọi người cầu xin cho nó là nó sẽ đi ca mổ 2-3 ngày đó, nó sẽ đi có ca mổ. Hỏi ai hỏi mổ gì là mổ lần xương sống. Thì nghe nó mổ lần xương sống thì ai cũng ấn chờ đậu hết, sợ lắm. Là không, cái là coi như là mất chính chỉ còn được một thôi. Thành thử ra tôi mới nghe vậy tôi nói Tùng em đi anh bây giờ. Hỏi đi đâu? Nó đi villa. Nói villa làm gì? Nó đi lợi ông Thánh cho nên mình bây giờ anh hết đau cần cổ rồi. Anh nói thiệt với em là anh không biết anh hết đau cần cổ, nhưng mà bây giờ đó là anh trong cái lời nói của em bây giờ anh mới cảm nghiệm được là ông Thánh cho nên mình chữa cho anh. Và khi mà anh nói em như thế này là anh sẵn sàng, anh không bỏ quên hết mọi chuyện nha. Anh sẽ chở em liền ngay giờ này nè, đi xuống villa về phía mà mọi người ở trong bữa party đó có làm chứng luôn đó. Thì cho Tùng nói anh điên không, vừa thôi chứ giờ này ngày mai anh còn đi làm này lũng này nữa không. Anh bây giờ Chúa tác động anh muốn đi, anh muốn chở em liền để cho anh chứng minh rằng cho em biết rằng là anh tin thật, không có ông Thánh cho nên mình hiểu cho anh. Thành thử ra anh muốn em tới đây. Thì nó từ chối, nó không muốn đi. Thành ra mình cũng bỏ quên, mình không muốn nhắc nữa. Thì cái lần Chủ nhật kế đó cũng họp mặt đi lễ, nó nói nó cancel cái ca mổ rồi. Hỏi sao vậy? Là ông Thánh cho nên mình chữa cho nó. Ủa mày đi nào hay vậy? Nó em với vợ em bỏ tìm neo giao cho thợ rồi 2 vợ chồng em đi xuống đây giao con cho bố mẹ nó giữ, cho ông bà nội nó giữ. Thì nó xuống đây nó về, chỉ có đi xuống đây về thôi mà cái niềm tin của nó là sao mà khi mà nó về là nó gọi cho bác sĩ là nó cancel mổ.
thì bác sĩ vô khám phát khám lại này kia là nó không còn bị đau như hồi xưa nữa. Đó, đó là những cái gì mà niềm tin tôi thấy thật sự ngay bản thân. Và tôi cảm ơn Thánh cho niềm anh đã tác động lên con người của con, rồi con về con tác động lên cái con người của thằng bạn trong cái sứ đạo con nữa, mà nó đi xuống đây đó, và nó được cứu chữa như vậy đó. À, món hồi nãy nó mới mời con ở trên xe đó cha, là nó mời là chủ nhật nó sẽ mời gia đình con tới để mà ăn mừng là nó hết đau cái cần cổ thôi cha. Thánh John Newman, trong thánh lễ đầu tiên của ngài, ngài đã xin Chúa sự thánh thiện, và suốt cuộc đời của ngài, ngài đã theo đuổi sự thánh thiện đó và trở nên một con người thánh thiện quả không dễ. Cho nên vào ngày ngài làm giám mục, ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục cho ngài rằng: thập giá của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho tôi. The passion of Christ strengthen me. Và ngài đã lấy sức mạnh từ thập giá của Chúa, từ tình yêu của Chúa, và chính vì thế ngài đã trở thành một vị linh mục, giám mục và là một vị thánh rất tốt lành. Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng tất cả những ai đang cần đến lời cầu bầu rất thần thế của John Newman hãy đến viếng thăm, cầu nguyện và hành hương vợ tại đền thánh này. Đền thánh được tọa lạc nơi thành phố Philadelphia, cách trung tâm thành phố Philadelphia không xa, và địa chỉ là 1019 North Fifth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19123. Xin kính chào quý ông bà anh chị em và rất hân hạnh được tiếp đón quý cha, quý sơ, quý tu sĩ cùng tất cả quý ông bà anh chị em đến viếng thăm đền thánh Philadelphia, đền của vị thánh hay làm phép lạ này. Xin kính chào. Thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta không đến với ngài được, ngài đến tận đây với chúng ta đấy nhá. Cho nên trong những ngày này ai cần đến lời cầu bầu của ngài thì đến khấn xin với ngài, rồi sau đó viết vô những cái ý nguyện đó và bỏ vào cái thùng kia. Con sẽ mang về tận đền thánh và con sẽ quỳ ngay trước cái thân xác của ngài đó để con cầu nguyện cho quý ông bà và anh chị em. Rồi ngày mai kết thúc giờ tĩnh tâm, con sẽ tặng cho mỗi người một cái hình cũng như một cái lời kinh của ngài và một cái ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa như một món quà tặng cho quý ông bà anh chị em trong mùa chay này vậy nha. Rồi bây giờ chắc chắn Thánh John Newman ở đây và có Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Chúng ta xin Mẹ Maria và Thánh John Newman cầu bầu cho chúng ta để xin Chúa Thánh Thần đụng đến tâm hồn của chúng ta trong những giờ phút ngắn ngủi này, để làm sao đó chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa rất là sâu sắc dành cho chúng ta ở trên thập giá và đặc biệt nơi bí tích thánh thể. Bây giờ đây chúng ta cùng đứng và chúng ta cùng khấn xin với Mẹ Hằng Cứu Giúp để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con được đến khấn cầu dưới bước chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì con được thỏa lòng là dường nào. Nhìn thấy chân dung tốt lành của Mẹ, thì con thêm lòng tin cậy vững vàng. Kháng nào con thảo đối với Mẹ lành vậy, con thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc loài người và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ. Là Chúa tê cầm quyền sinh tử, là đấng ban phát mọi ơn lành, và Mẹ là Mẹ người. Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người, cùng đủ quyền buộc người phải nhận lời Mẹ xin. Người đã chứng thật, người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, và lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đối thần thế, nên con dám nài xin Mẹ ban cho chúng con ơn này. Và chúng ta xin dâng lên Mẹ, Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp gia đình của chúng ta, những người trong cộng đoàn của chúng ta vào mà vắng mặt tối hôm nay. Đặc biệt ngày xưa Mẹ đã đứng trên thập giá, Mẹ đã chứng kiến từ đầu đến cuối những đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Thánh Thần để cho chúng ta hiểu được, cảm nhận được
cái sự đau đớn đó, máu đã đổ ra trên thập giá cho mỗi người chúng ta, để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và trở nên của ăn của uống cho chúng ta. Xin mẹ xin với Chúa Thánh Thần cho chúng ta điều này. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng, mẹ sẽ chuyên cầu cho con. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục. Thánh Maria Đức Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh An Phong Xô là quan thầy bầu chứa con, xin giúp con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh Gioan Newman. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, con xin mời quý bạn chị em ngồi. Kính thưa quý bà và anh chị em, đề tài hôm nay đầu tiên mà chúng ta chia sẻ với nhau đó là quả thật, người này là con Thiên Chúa. Quý bà anh chị em có nhớ cái lời này là của ai không? Của ai cơ? Của người trộm lành á? Không phải. Của người lính, của người lính Roma. Ông ta là người ngoại đạo, mà khi ông ta đâm vào trái tim của Chúa, nước chảy ra, và khi mà trời và đất tối lại, vào khi mà Chúa Giêsu tắt hơi thở, thì ông ta đã tuyên xưng người này quả thật là con Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay chúng ta nhìn lên trên thập giá để chúng ta thử hỏi xem cái người này có thực sự là con Thiên Chúa đối với chúng ta không? Cái người mà chúng ta vẫn gọi là ở trên thập giá cái kia, có thực sự là con Thiên Chúa đối với chúng ta không? Vâng, kính thưa quý bà và anh chị em, và trước khi chúng ta tới cái câu hỏi này thì chúng ta thử hỏi nhau coi là chúng ta là ai? Chúng ta là ai vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta là ai? Bây giờ chúng ta hát qua cái bài này để cho nó vui vui một tí nha. Để rồi chúng ta lại hỏi lại nhau coi là chúng ta là ai? Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta là ai vậy? Là con của Chúa hả? Đây này. Cất tiếng hát vui lên dân thánh của người. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta là ai? Chúng ta là dân thánh của Thiên Chúa. Rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà sống trong cuộc sống xã hội ngày hôm nay, nếu chúng ta không ý thức chúng ta là ai, thì chúng ta sẽ bị lạc mất giữa một cái thế giới đang tha hóa ngày hôm nay. Và cái hạn từ dân thánh này là một điều gì đó rất quan trọng. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, để có dân thánh của Chúa, thời Cựu Ước, dân nào là dân thánh của Chúa? Dân Israel. Để có dân thánh của Chúa, Chúa phải làm gì? Cứu chuộc hả? Để có dân thánh của Chúa, Chúa phải chọn ông Abraham. Bắt đầu từ ông Abraham, và Thiên Chúa làm sao? Sai ông ra đi. Và Chúa hứa rằng, ngươi sẽ trở thành cha của một dân tộc đông như cát bãi biển và như sao trên trời.
Rồi Chúa làm gì? Đến ông tuổi già rồi, Chúa làm gì? Chúa cho ông sinh có một người con à. Người con đó tên là gì? Isaac. Rồi Chúa thử ông ta: người hãy hiến tế con của ngươi cho ta. Trời ơi là trời, bây giờ hứa tôi sẽ làm tổ phụ một dân tộc, mà giờ có một đứa con thôi, mà gì giết nó thì con gì? Vậy mà ông vẫn tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Để rồi từ Isaac ra Jacob, từ Jacob 12 chi tộc Israel. Và cứ vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, để có dân thánh của Chúa thì phải có máu chiên bò. Chúng ta nhớ không? Khi mà Chúa lập một giao ước với dân thánh của Chúa ở dưới chân núi Sinai đó, Chúa nói hãy giết máu chiên máu bò mà rảy trên dân chúng như một giao ước. Phải có máu chiên máu bò, phải có những con vật chết, phải có máu đổ ra. Và rồi không chỉ thế mà có luật Môi-se, Chúa ban cho dân của Chúa luật Môi-se để dựa vào đó để mà sống những điều mà Chúa muốn họ. Và rồi 10 điều răn Chúa ban cho họ, họ đặt ở trong cái gì? Ở trong cái hòm bia, như một sự hiện diện của Thiên Chúa vậy. Như vậy thì để có dân thánh của Chúa, cả một lịch sử dài lắm, kính thưa quý bà và anh chị em, phần máu phải đổ ra để làm giao ước. Phải có luật. Và nhất là phải có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân của họ. Nhưng mà đó, dân đó là dân cũ, dân Thiên Chúa cũ. Còn trong dân mới của chúng ta là dân của Thiên Chúa, thì chúng ta có phải có máu đổ ra. Máu đó là máu ai? Máu của con Thiên Chúa đấy, kính thưa quý bà và anh chị em. Và rồi có lời của Thiên Chúa, như là luật, luật cũ vậy. Bây giờ luật mới là lời của Thiên Chúa để soi sáng cho chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi, là ánh sáng soi đường con đi, soi bước con bước theo. Và rồi hòm bia của Thiên Chúa ngày xưa để chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân của người, thì ngày hôm nay chính là nhà tạm, chính là nơi đó mà Thiên Chúa hiện diện với chúng ta. Như vậy thì là dân thánh của Chúa, chúng ta có máu, có thập giá của Chúa. Là dân thánh của Chúa, chúng ta có ánh sáng của lời Chúa soi sáng chúng ta, và nhất là có sự hiện diện của chính Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta thấy đặc biệt chưa? Nhưng mà dân thánh của Chúa còn có một nhiệm vụ nữa, đó là phải làm cho người khác biết đến Thiên Chúa của họ. Cho nên trước tiên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là dân thánh của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ lại xem, nhìn lại đức tin của mỗi người chúng ta và nhìn lại đời sống của những người Công giáo trong thực tế ngày hôm nay, còn ai để ý đến thập giá của Chúa không? Còn ai lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa một cách thực sự không? Và nhất là bao nhiêu phần trăm chúng ta tin thực sự Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể? Nếu quý bạn chị em nghe coi cái đoạn video hôm trước con gửi cho cha Trân, không biết là ngày cộng đoàn chúng ta được xem chưa? Cha cũng quên luôn rồi. Theo nghiên cứu của trung tâm Pew, mới đây thôi năm 2019 thì chỉ có 31% người Công giáo Hoa Kỳ tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. 31% người Công giáo. Vậy thì 69% kia không tin. Chúng ta là ai? Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó không còn thập giá của Chúa nữa, bóng thập giá đã bị người ta đẩy ra ngoài cuộc sống rồi, và không còn sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể nữa, thì liệu chúng ta có thấy gì khác không? Cho nên khi mà suy nghĩ về điều này, con làm một bài thơ con cóc để quý mình chị em thử suy nghĩ chung. Nếu ngày nào nếu chẳng còn hình bóng Thánh Giá Chúa đóng ở trên cao, thử hỏi rằng lòng này có xuyến sao hay rừng rưng như chưa từng có đó. Nếu ngày đó nhà tạm Chúa không ngự, cũng chẳng còn thánh lễ dự tiệc vui, thử hỏi rằng hồn tôi thèm đói khát hay rừng rưng có gì đâu quan trọng. Nếu một ngày sẽ không còn đó nữa, Thánh Giá Chúa
và thánh thể tình yêu, tự hỏi rằng tôi có còn sức sống hay vinh vang thế gian đủ vui rồi. Từ thánh giá, Chúa nhắc rằng ta đó chịu đau khổ chết rũ chính vì con. Nơi thánh thể, máu thịt ta sức sống, một tình yêu, con ơi, chớ khinh nhờn. Thực sự, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta phải đấm ngực, đó là đã rất nhiều lần chúng ta xem thường thập giá của Chúa. Đã rất nhiều lần chúng ta xem thường sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Đã rất nhiều lần chúng ta lên rước Chúa một cách bất xứng. Đã rất nhiều lần chúng ta lên rước Chúa bởi vì sĩ diện của mặt mình, mà mình không nghĩ gì đến cái tổn hại của linh hồn mình khi mình dám lên rước Chúa một cách bất xứng như vậy. Vậy thì con hỏi lại, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta tự tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó trên thế gian này không còn hình bóng của cây thập giá nữa thì sẽ ra sao? Hôm qua con đến sớm một ngày, cô chú Thiện với lại cô gì? Cô Lan chở con đi xuống chỗ Augustine, một cây thánh giá lớn, thật lớn. Tại sao vậy? Lại có cây thập giá ở đó, kính thưa quý bà và anh chị em. Nếu giả sử bao nhiêu ngàn năm trước đấy, mấy trăm năm trước mà không có cây thập giá đóng xuống ở đó, thì liệu cái mảnh đất Augustine, cái địa phận Augustine ngày hôm nay có được nổi danh như vậy không? Người ta không giữ lại một cái gì cả, người ta giữ lại cây thập giá đầu tiên đã được cắm xuống trên mảnh đất này. Vậy thì giả sử như một ngày nào đó không còn thập giá của Chúa nữa thì sao? Và điều đó nó có xảy ra không? Hay là quý anh chị em bảo, ừ, cha nói vậy chứ làm gì có chuyện đó, thánh giá của Chúa sẽ hiển trị đời đời. Không có đâu, kính thưa quý bà và anh chị em, chuyện đó đã bắt đầu rồi. Ngày 16 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Quebec, Canada đã thông qua dự luật 21 cấm nhân viên khu vực công trưng bày các biểu tượng tôn giáo tại nơi làm việc, hoặc ngay cả mang các biểu tượng tôn giáo trên mình, trên quần áo của mình. Điều đó có nghĩa rằng thánh giá sẽ không được trưng bày ở những nơi công cộng, ngay cả mang trên mình khi mình là những nhân viên của nhà nước làm việc ở những nơi công cộng. Phải chăng người ta đang loại thập giá ra? Phải không? Bây giờ một xã hội gọi là văn minh rồi, công bằng, đạo nào cũng được hết á. Nhưng mà thử hỏi rằng cái đất nước Canada, cái vùng Quebec đó, bắt đầu từ điều gì vậy? Cho nên cái dịp đó con đi giúp tĩnh tâm ở bên Montreal. Có một anh làm dược sĩ, anh có 2-3 cái tiệm pharmacist. Thế là anh kể hôm đó có một người vô chỉ lên thập giá, tại vì anh để thập giá trong tiệm anh mà. Chỉ anh bảo là anh gỡ cái này xuống ngay, bởi vì anh không được quyền treo thập giá ở trong những nơi công cộng. Anh nói luôn, tôi xin lỗi anh, đây là tiệm pharmacy, anh ra ngoài anh coi tên của ai? Tên của tôi, tiệm này là tiệm của tôi. Nếu anh không muốn mua thuốc của tôi, không muốn giao dịch ở trong tiệm này, xin mời anh đi cho. Canada, kính thưa quý bà và anh chị em. Và đó là chuyện của Canada. Rồi, chúng ta thấy ở bên kia là ở India, một cây thập giá rất lớn và chính quyền của địa phương đó đã cho kéo thập giá xuống. Và không chỉ người ta muốn loại thập giá ra khỏi đời sống xã hội ngày hôm nay, mà người ta còn nhục mạ thập giá nữa. Đó là ở Úc đó, kính thưa quý bà và anh chị em. Chúng ta nhìn thấy không? Người ta chổng ngược cái thập giá của Chúa xuống. Đức giám mục của địa phận đó và các giáo dân trong vùng đó đã gọi là phản đối một cách kịch liệt, và cuối cùng hình như thánh giá đã được gỡ xuống. Những đất nước tân tiến, những đất nước dường như bắt đầu đón nhận Kitô giáo ngay từ ban đầu. Nhưng mà đó là chuyện của Canada, của Úc, của India, của Ấn Độ. Còn đây, châu Âu đây, kính thưa quý bà và anh chị em. Ngoại trưởng Vatican Đức Hồng Y Tarcisio Bertone hôm ngày 4 tháng 11 năm 2009 cho biết rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu tại Strasbourg, Pháp ra lệnh loại bỏ các cây thánh giá khỏi các lớp học ở Ý là thực sự một sự mất mát, vì cần phải bảo tồn các dấu hiệu của chúng ta,
Dấu hiệu đó là về đức tin cho những người tin cũng như cho những người không tin. Nền tảng của đất nước châu Âu là cái gì vậy nếu không phải là Kitô giáo? Vậy mà ngày hôm nay, đó, chúng ta thấy không? Tại sao vậy, kính thưa quý bà và anh chị em? Tại sao ngày hôm nay người ta muốn loại thập giá ra khỏi cuộc sống ngày hôm nay vậy? Ở Mỹ chúng ta chắc có lẽ chưa có cái luật nào cấm như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay, việc xúc phạm đến các ảnh tượng, việc xúc phạm đến thập giá của Chúa xảy ra rất nhiều nơi. Chúng ta lên mạng Internet đọc tin tức thì chúng ta thấy rất là rõ. Mỗi lần chúng ta đọc những tin tức như vậy, chúng ta có cảm thấy gì không? Hay là vẫn cảm thấy chuyện đó chuyện của người ta? Kính thưa quý bà và anh chị em, và không chỉ có những người ngoại giáo, những người chống đức tin chúng ta đâu, mà đôi khi cả người Công giáo cũng vậy. Chúng ta đã dần dần quên đi thánh giá của Chúa, quên đi đấng đã chết vì yêu thương chúng ta. Hoặc ít ra, chúng ta không còn trân quý thánh giá của Chúa nữa. Vì sao vậy? Bởi vì đối với con người hôm nay, thập giá chỉ là một biểu tượng. Nhưng kính thưa quý bà và anh chị em, nơi thập giá của Chúa, một điều rất quan trọng mà họ quên đó là nơi thánh giá kia, máu đã đổ ra. Khi nào có máu đổ ra, lúc đó người ta sẽ giật mình mà tỉnh thức. Chúng ta thấy những cái cuộc người ta bắn giết nhiều người đó ở trong những trường học, tại sao sau đó lại có những cuộc cầu nguyện, lại có những ngọn nến được thắp lên? Bởi vì máu đã đổ ra. Và máu này đã đổ ra không phải là máu của con người. Đừng bao giờ quên, máu đó là máu của con Thiên Chúa. Nếu mà họ thực sự họ nhớ rằng thập giá kia chính là máu của con Thiên Chúa đã đổ ra, liệu họ có dám làm như vậy không? Máu đó đổ ra để làm gì vậy? Ngay cả khi nếu mà họ nhận thức được máu đó đã đổ ra và nó không liên quan gì tới họ, thì người ta cũng rất xem thường. Người ta đã quên rằng thập giá kia, nơi đó máu của con Thiên Chúa đã đổ ra để làm gì? Để cứu độ linh hồn của họ. Nhưng mà thực tế ngày hôm nay, ai nhớ đến linh hồn của mình? Được mấy người ý thức rằng mình có một linh hồn? Chồng mình, con mình và những người khác có linh hồn. Chúng ta quên đi linh hồn của mình, kính thưa quý bà và anh chị em. Và nếu mà nói về linh hồn đó, máu nào đổ ra để có thể cứu lấy được linh hồn chúng ta? Lời Chúa trong thư Do Thái chương 9 câu 12, câu 22 nói thế này: Chiếu theo lề luật, hầu hết mọi sự phải được thanh tẩy bằng máu. Nếu không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Nếu không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về máu. Nghe sợ phải không? Có nhiều người nghe máu là sợ rồi. Chúng ta sẽ nhìn vào máu của mình, biết cái máu của mình và biết máu của ai đã đổ ra. Không đơn giản đâu, kính thưa quý bà anh chị em ạ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái: nhờ Thánh Thần hằng thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Chúa Cha. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng thờ phụng Thiên Chúa hằng sống. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta. Quý anh chị em có kinh nghiệm được điều này chưa? Bao nhiêu lần chúng ta đi xưng tội đó, những cái tội nặng thật nặng mà mình nghĩ nếu mà mình không được tha, có lẽ mình kết thúc trong hỏa ngục từ lâu rồi. Có những tội bây giờ mình quên rồi. Tại sao mỗi lần chúng ta đến với tòa giải tội là mỗi lần chúng ta sau đó mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình trút được cả ngàn tấn sự nặng nề trong tâm hồn của mình, trong con người của mình. Bởi vì máu của Chúa đã đổ ra. Máu của Chúa đã thanh tẩy lương tâm chúng ta
Cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục sống vui vẻ, hạnh phúc, bởi vì tội chúng ta đã được tha, của nợ chúng ta đã được đền. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết để chúng ta xứng đáng thờ phụng Thiên Chúa hàng sống. Bởi vậy, người là trung gian của giao ước mới. Giao ước như hồi nãy con nói, máu phải đổ ra mới có giao ước mới. Lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Nếu máu không đổ ra, không có cái chuyện lên thiên đàng đâu. Tại sao? Chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau. Do đó, nếu không có máu thì đã không khai mạc giao ước thứ nhất. Như con nói, dân thánh của Thiên Chúa được Thiên Chúa lập giao ước với họ là bởi máu chiên, máu bò được rảy trên họ. Có những lễ tế hy sinh là những con vật đó phải chết để máu đổ ra và lập giao ước giữa họ với Thiên Chúa. Quả thế, sau khi ông Môsê công bố cho toàn dân mọi điều răn như đã ghi chép xong trong sách luật, thì ông đã lấy máu các con bê, con dê hòa lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thắm và cành hương thảo mà rảy trên chính cuốn sách luật cũng như trên toàn dân và nói: đây là máu giao ước Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ. Rồi cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. Chiếu theo lề luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Vậy thì nếu máu chiên, máu bò đổ ra của lễ hy sinh là những con chiên, con bò đã phải chết mà còn được thanh tẩy như vậy, còn thánh hóa được như vậy, thì huống hồ chi là máu của con Thiên Chúa. Thanh tẩy và thanh hóa chính linh hồn của chúng ta, kính thưa quý bà và anh chị em, chính đời sống vợ chồng của chúng ta, chính các linh mục của Chúa nơi bảy bí tích. Như con nói, hôm nay chúng ta nói với nhau về máu. Chắc có lẽ chưa bao giờ nghe ai nói ghê vậy vào người máu, máu. Lần sau cùng quý bà anh chị em đi thử máu là khi nào vậy? Có nhớ không? Và có nhớ máu của mình là máu gì không? Máu O, máu E, máu D, máu gì đó không? Mà tại sao người ta lại sợ máu vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, có ai trong chúng ta đây bị cái hội chứng gọi là thấy máu mà xỉu không? Con thấy có những người thấy máu mà xỉu. Hồi xưa, có một em nói con: thưa cha, con rất thích làm bác sĩ nhưng mà cứ mỗi lần con thấy máu là con xỉu. Làm bác sĩ mà thấy máu xỉu thì làm sao mà làm bác sĩ được, phải không? Cũng giống như là có một em: thưa cha, con rất thích đi tu. Con thích đi tu lắm. Nhưng mà con không muốn đi lễ. Thích đi tu mà không muốn đi lễ, tại sao mà đi tu? Làm bác sĩ mà sợ máu. Máu nó biểu hiện cho cái gì vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm nay máu đang đổ ra khắp mọi nơi. Không có máu thì không có ơn tha thứ. Ngày hôm nay máu đang đổ ra khắp mọi nơi, kính thưa quý bà và anh chị em. Hôm vừa rồi, trước khi con, giáo xứ của chúng ta là nơi con đi giảng thứ hai rồi. Giáo xứ trước khi con đi, con rời khỏi Washington DC, có một em đó, cái em đó đó. Mới có 23 tuổi thôi, từ bên Pittsburgh, New York đến DC để làm công việc thiện nguyện giúp các em đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở trường high school. Thì tối hôm đó, ngày 20 tháng 1 vừa rồi đó, vừa trên đường về từ nhà thờ, vừa mới chầu mình Thánh Chúa với các bạn trẻ xong, thì vừa đi ra khỏi nhà thờ, đi được một đoạn thì có một người đến xin tiền. Và bạn ấy, trong túi bạn thực sự bạn không có tiền, bạn nói: tôi không có tiền. Rút dao ra làm cho một nhát, nằm ở trong vũng máu đó. Và khi người ta phát hiện ra, đưa đi bệnh viện, thì bạn ấy qua đời mới đây thôi, tại Washington DC, thủ đô nước Hoa Kỳ. Rồi trong những ngày Tết vừa rồi, chắc chắn kính thưa quý bà và anh chị em, Việt Nam tai nạn nhiều lắm phải không? Nhiều lắm, chúng ta cứ lên trên mạng chúng ta thấy. Rồi kể từ ngày chiến tranh xảy ra ở cái giải Gaza đã, mỗi ngày chúng ta chứng kiến trên thông tin đại chúng bao nhiêu những con người chết ở dưới những đống đổ nát.
Theo ước tính của NBC News, từ tháng 10 năm 2023 cho đến ngày hôm nay, cách đây 2-3 tuần thôi, thì có đến 26.400 người chết trên dải Gaza rồi. Máu đang đổ ra và đang đổ ra khắp nơi trên thế giới, kính thưa quý bà và anh chị em. Cho nên chẳng lạ gì chúng ta thấy máu là một đề tài mà được đề cập rất nhiều trong Kinh Thánh. Sách Lê-vi chương 17 câu 11 nói rằng: vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu. Mạng sống của chúng ta ở trong máu. Nếu mà con người chúng ta, cơ thể chúng ta mà hết máu là sao? Chết. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Như vậy thì chúng ta sợ máu là bởi vì nó liên quan tới mạng sống của con người ta. Nó liên quan tới mạng sống của con người ta. Máu xá tội được vì nó là mạng sống. Đó là cái câu mà con vừa đọc đó. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Máu trở thành lễ xá tội cho mạng sống chúng ta. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Và quả đúng là như vậy, lời Chúa trong sách Lê-vi. Cái từ xá tội đó, kính thưa quý bà và anh chị em, atonement tiếng Anh, từ này được nhắc đến 80 lần trong Cựu Ước và 101 lần trong Tân Ước. Xá tội có nghĩa là tha tội. Theo nghĩa của Kinh Thánh, cái atonement đó mình tách ra, nó là at-one-ment, có nghĩa là làm thành một. At-one-ment, làm thành một có nghĩa là kéo con người lại, con người và Thiên Chúa lại thành một với nhau. Lẽ ra mình phạm tội, mình phải xa Ngài. Bây giờ máu đổ ra để xá tội cho chúng ta, để kéo chúng ta với Thiên Chúa lại làm một với nhau. Và cái hành động đó, cái hành động kéo lại đó, cái hành động xá tội đó, nhận lấy chỗ của con người thay vì phải chết chầm luôn đời đời đó, cái giá phải trả cái chỗ ấy, cái giá phải trả ấy, cái atonement đó, cái máu đổ ra để xá tội đó đã xảy ra ở trên thập giá. Đã xảy ra ở trên thập giá. Cho nên người ta quên thập giá bởi vì người ta quên máu đã đổ ra. Và có lẽ cái điều đó rất thực tế trong đời sống của chúng ta thôi. Bởi vì mình theo đạo quen rồi, phải không? Bây giờ mình nhìn lên thập giá của Chúa, có bao giờ mình nhớ rằng ồ, máu đã đổ ra đâu? Mình cứ nghĩ ồ thì Chúa chết trên thập giá vậy thôi. Còn bao lâu mà mình ý thức được rằng máu đã đổ ra, và máu đó là máu của con Thiên Chúa làm của lễ xá tội cho chúng ta, những tội lỗi chúng ta vẫn phạm hàng ngày đó, thì chắc có lẽ chúng ta không dám quên đâu. Chúng ta có biết trong cơ thể của chúng ta có bao nhiêu lít máu không cơ? 4 lít à cơ? Ừ, anh phải thêm 1 lít nữa đó. Trung bình mỗi cơ thể có từ 5 lít máu cho tới 6 lít. 4 là chắc là phải cần thêm tí nữa. Yeah. Máu vận chuyển đều cứ mỗi 32 giây đến mọi tế bào trong cơ thể để có thể được cung cấp chất dinh dưỡng và làm sạch cùng một lúc. Và máu vận chuyển được như thế là do cái gì? Do trái tim. Chúng ta thấy lạ không? Trái tim của ta nó cứ bơm như vậy. Và 32 giây thôi, nó đi toàn bộ cơ thể của chúng ta để cung cấp cái chất dinh dưỡng, đồng thời lọc để cho nó sạch. Cho nên hãy thương lấy trái tim của mình nha. Bây giờ nhiều người bị heart attack lắm đó. Đấy, heart attack là cái gì? Rồi stroke là cái gì? Liên quan đến máu hết. Và có lẽ máu là cái chất bí ẩn nhất trong cơ thể, và nó tạo nên sức sống thực sự của cả cơ thể. Nó tạo nên sức sống của cả cơ thể chúng ta. Cho nên khi mà đi khám bệnh đó, cái điều mà người ta muốn khám cho nó tốt, người ta bắt mình làm gì? Xét nghiệm máu. Máu của chúng ta từ đâu vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, từ dòng giống nào vậy? Đương nhiên là từ cha mẹ mình rồi, phải không? Cha mẹ mình từ đâu? Ông bà từ đâu?
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bất kỳ chúng ta là ai, màu da gì, quốc tịch gì, chúng ta đều liên hệ đến máu của ông nào? Ông Adam, ông Aaron. Ta toàn nói là ông Aaron. Phải không? Đều liên hệ đến máu của ông Adam. Chúng ta không biết là Adam màu gì, da ông màu gì, màu trắng, màu đen, màu nâu, màu vàng. Nhưng mà dựa trên Kinh Thánh chúng ta biết rõ đó là tất cả chúng ta đều đến từ một dòng máu. Thánh Phaolô trong sách Tông đồ Công vụ nói rằng từ một người duy nhất mà Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở khắp mọi nơi trên mặt đất, thì có nghĩa rằng chúng ta được tạo dựng bởi một dòng máu và chúng ta đều có liên hệ tới nhau hết. Cho nên những giọt máu đang đổ ra ở bên dải Gaza liên hệ đến chúng ta đấy. Liên hệ đến chúng ta hết. Theo cái nhìn của Kinh Thánh, vì là con cháu Adam nên máu của chúng ta thừa hưởng dòng máu của Adam, bất kể chúng ta, như con nói, da gì, màu gì, dân tộc nào, Hồi giáo, Công giáo, chính thống, bất kỳ chúng ta là ai đều thừa hưởng dòng máu của Adam. Và dòng máu của Adam, điều này quan trọng, mang nơi mình một căn bệnh trầm trọng, căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh mang lại cái chết, căn bệnh đã có án tử rồi, ung thư rồi, có mầm mống ung thư trong đó rồi. Ung thư ở đây không có nghĩa như kia đâu nha, đừng có sợ mai lại bảo đây cha nói vậy con phải đi xét nghiệm máu. Ngay khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã mang cái án tử này rồi. Và cái dòng máu đó nó luân chuyển ở trong chúng ta, dòng máu của Adam và tất cả chúng ta không trừ một ai, mà Kinh Thánh gọi là tình trạng tội lụy. Làm điều xấu thích hơn là làm điều thiện. Phạm tội dễ hơn là sống tốt lành đạo đức. Đấy, cái dòng máu của Adam đấy. Tình trạng đó, cái tình trạng mà có chất gọi là chất ung thư trong máu đó, mà Kinh Thánh gọi là tội lụy. Bởi vì trong thư Thánh Roma, Thánh Phaolô làm sáng tỏ cho chúng ta rằng vì một người duy nhất mà tội đã xâm nhập vào thế gian và tội lỗi gây nên sự chết. Vì một người duy nhất, người đó là ai? Là Adam, tổ tiên của chúng ta, và tội lỗi gây lên sự chết. Sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì ai cũng phạm tội. Bởi vì ai cũng phạm tội. Roma chương 5 câu 12. Như vậy thì một người duy nhất chính là ông Adam, bởi vì chống lại Thiên Chúa, đã dùng tự do của mình, cái cây biết lành biết dữ mà biểu tượng là quả trái cấm đấy, mà chống lại Thiên Chúa, không vâng phục Ngài. Cho nên cha ông của chúng ta đã phạm tội, và cái máu tội phạm đó nó ở trong máu của chúng ta, bởi vì chúng ta là con cháu của Adam. Cho nên khi mà người ta nghi ngờ không biết là có phải con mình không, thì người ta làm gì? Phải không? Cha, máu của cha chuyển sang máu của con. Ở đây không chỉ nói tới cái ADN đâu, kính thưa quý bà và anh chị em. Chúng ta nhớ cái sự kiện này không? Tại Las Vegas, tháng 10 năm 2017, ông này tên là Steven Paddock. Hàng đêm ông ta đánh bài ở Las Vegas và thắng được rất nhiều tiền, rất ít khi thua, và người ta coi ông ta là một tỷ phú. Nhưng mà bỗng nhiên trong một đêm kia, từ tầng thứ bao nhiêu đó con quên rồi, ông ta nã súng xuống giữa 22.000 người đang trong một cái festival về ca nhạc gì đó và giết chết 59 người, bị thương 527 người. Sau đó người nhà của ông sau khi ông bị bắt và cảnh sát bắt đầu điều tra, thì người nhà của ông cũng như người quen biết ông cảm thấy rất là sừng sốt, bởi vì họ nói ông là một con người hiền lành và chưa bao giờ tỏ ra giận dữ với ai. Người ta không hiểu tại sao ông lại làm cái điều đó. Sau này khi người ta tìm hiểu qua nhiều những cái phương pháp khác nhau, thì người ta mới cảm thấy ông thú nhận rằng
ông luôn luôn cảm thấy trong máu của ông là một máu xấu, thúc giục ông làm điều tồi tệ. Bởi vì ông thừa hưởng máu đó từ cha của ông là một kẻ cướp ngân hàng khét tiếng vào những năm 1970. Lúc đó ông mới có 7 tuổi thôi. Cha của ông là Benjamin Pedlock, nằm trong danh sách top 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào những năm 1970 bởi vì tội cướp ngân hàng và được mô tả là kẻ ghê gớm nhất cướp ngân hàng, nguy hiểm nhất thời bây giờ. Ông bố cướp ngân hàng, một đứa con 7 tuổi, và tất cả những gì đó nó ảnh hưởng trên ông ta. Được rồi, sau này ông đâu có cần gì phải làm những cái việc đó đâu, phải không? Vậy mà lúc nào ông cũng cảm thấy trong máu của ông là một máu xấu, nó thúc giục ông làm điều ác, làm điều xấu. Cho nên quả đúng như tiếng Việt của chúng ta, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Không sai đâu, kính thưa quý bà và anh chị em. Cha mẹ hiền lành thì để đức cho con. Không sai đâu. Đấy, một hình ảnh tạm như vậy để chúng ta tự tạm hiểu rằng cái máu phản nghịch của cha ông chúng ta, máu của Adam đó, nó ở bên trong chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta đều phạm tội, tất cả đều chúng ta đều mang án chết. Đều mang án chết. Con người bị ngộ độc máu, nhưng mà cái chất độc tội lỗi đó, nó còn ghê gớm hơn nhiều lần. Bởi vì cả nghìn năm sau, tất cả những con người liên quan đến dòng máu của Adam đó, khi sinh ra vẫn không thoát được cái chất tội lỗi mà nó truyền lại đến chúng ta ở trong máu của chúng ta. Và hình phạt của điều đó là cái chết. Và rõ ràng tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết. Có ai sống mãi được đâu. Có ai sống mãi được đâu. Và cụ thể là mỗi người chúng ta ngồi đây một lúc nào đó, 50 năm nữa, 20 năm nữa, mà cũng chẳng biết được, tháng sau, tuần sau, mình sẽ chết. Và như lúc đầu con nói, lời Chúa trong thư cho Thái nói rằng không có máu đổ ra thì sẽ không có ơn tha thứ. Nếu chúng ta phạm tội như vậy, cái máu, cái gọi là cái độc tố của tội nó ở trong chúng ta phạm tội như vậy mà chúng ta chết, thì kết thúc của chúng ta ở đâu? Hỏa ngục trầm luôn đời đời. Bởi vì ai đổ máu ra để tha tội cho chúng ta đây? Cho nên không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ, cho nên máu buộc phải đổ ra. Có nghĩa rằng phải có cái gì đó để thay thế cái tội của chúng ta. Có một cái gì đó để làm cho dòng máu của chúng ta từ hôm nay trở đi được thanh luyện, được thanh tẩy. Giống như là bây giờ mình thiếu máu, mình phải được truyền một cái loại máu mới. Cho nên có những người, người ta truyền máu đó, người ta đổi tính đó. Phải không cơ? Quý anh chị em có nghe thấy có những người mà họ truyền máu nhiều không? Họ đổi tính bởi vì cái máu đó là máu của người khác. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, nói theo ngôn ngữ nhân quả, có nhân thì có quả, có làm thì có chịu. Bây giờ phải có cái gì đó để trả cái nhân đó cho chúng ta, thay đổi cái nhân đó cho chúng ta để chúng ta không phải lãnh nhận cái hậu quả mà mình gây ra. Vậy thì ai sẽ thay thế cho chúng ta đây? Ai sẽ đi tù thay cho chúng ta đây? Ai sẽ lãnh cái án phạt đó thay cho chúng ta đây? Ai sẽ đón nhận cái sự xét xử đó? Và ai sẽ lãnh nhận cái án chết đó cho chúng ta đây? Sự xá giải đó, sự thay thế đó, sự lãnh lấy cái hậu quả đó, cái nhân tội lỗi của chúng ta đó, cái người gánh chịu cái phần xét xử cho chúng ta đó, ai vậy? Kính thưa quý bảo và anh chị em, hóa ra lại là con của Thiên Chúa. Tại là con của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Cho nên kính thưa quý bảo anh chị em, anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Đừng quên thập giá của Chúa. Nó thực sự liên quan đến chúng ta, đến linh hồn chúng ta, đến sự sống mấy chục năm cuộc sống này và rồi sự sống đời đời của chúng ta đấy. Vậy mà ngày hôm nay, con người hôm nay, xã hội hôm nay, người ta muốn đá Chúa qua một bên. Loại thập giá đi,
để rồi đừng ai nhớ tới cái máu đó đã đổ ra. Đó là âm mưu rất thâm độc của ma quỷ, kính thưa quý bà và anh chị em. Bởi vì nếu không còn thập giá, chúng ta sẽ không còn nhớ. Và rồi chúng ta cứ trượt theo cái lòi thói của thế gian, cái lối sống của thế gian. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đâu? Quý bà anh chị em biết câu trả lời rồi. Như vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ chúng ta lại trở lại máu của chúng ta. Chúng ta biết trong máu của chúng ta nó có bao nhiêu thành phần không? Hồng cầu này, tiểu cầu này, bạch cầu này, huyết tương, 4 thành phần chính của máu. Bố con bị ung thư, khi mà vô hóa chất đó, nó giết chết hết các bạch cầu. Bởi vì khi mà chemo đó, nó giết chết những cái thành phần tốt của bạch cầu cũng như tiểu cầu. Vậy thì 4 cái thành phần đó, huyết tương, hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu, nó có cái chức năng nào? Cái bạch cầu đó là nó làm gì? Bạch cầu nó chống nhiễm trùng. Khi mình bị đứt tay cái gì đó mà trong máu của mình cái bạch cầu nó đủ phần trăm đó, là nó sẽ chống nhiễm trùng. Tiểu cầu đó là nó làm cho máu của mình nó đông lại, nó cầm máu, giúp cầm máu. Và tiểu cầu, bạch cầu có 4% trong máu thôi. Còn hồng cầu đó là nó vận chuyển oxy đến toàn thể cơ thể của chúng ta. Nhưng cái quan trọng nhất đó là huyết tương. Chúng ta biết huyết tương nó không phải là máu, nó không có đỏ, nhưng mà nó là cái phần, cái màu đục đục vàng vàng đó. Mà cái phần đó rất quan trọng, bởi vì nó chứa tới 55% tổng số trong cái máu của chúng ta, và vận chuyển tất cả các dinh dưỡng đến các tế bào. Cho nên máu làm nên sự sống. Máu làm nên sự sống, và máu là chính những cái gì mà chúng ta quý nhất, con người của chúng ta. Cho nên Thiên Chúa mới đòi chúng ta rằng chúng ta phải đến với Ngài bằng con đường máu. Bằng con đường máu, kính thưa quý bà và anh chị em. Ngay từ câu chuyện đầu tiên, khi ông Ai Dông và bà Eva phạm tội đó, khi ông Ai Dông và bà Eva phạm tội, điều gì xảy ra vậy? Máu đã đổ ra chưa? Khi ông Ai Dông và Eva phạm tội, họ trở nên trần truồng. Và Kinh Thánh viết lại rằng trong sách Sáng Thế chương 3 câu 21, Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm cho con người và vợ những chiếc áo bằng da và mặc lên cho họ để che đi sự lõa lồ của họ. Những chiếc áo bằng da đó được làm bằng cái gì? Bằng những con vật phải chết, máu đã đổ ra. Những con vật phải chết để cho ông bà có cái da đó mà mặc vào. Rồi vụ án đầu tiên, giết người đầu tiên trong Kinh Thánh là vụ án giữa ai? Cain và Abel. Chúng ta có biết tại sao mà Thiên Chúa chấp nhận của lễ của Abel mà lại không chấp nhận của lễ của Cain không? Vâng. Dạ vâng, gần chính xác rồi. Thiên Chúa muốn con người phải đến với Thiên Chúa bằng giá máu, bằng cái gì đó quý nhất của họ. Abel dâng Chúa những con vật đầu lòng, nơi những đàn súc vật mà ông chăm sóc, mà ông nuôi nấng, ông dâng của lễ toàn thiêu bằng những con vật. Còn Cain dâng những của đầu mùa, đó là hoa trái thôi, nó không phải là sự sống. Cho nên Thiên Chúa không nhìn đến của lễ của Cain, bởi vì cái điều quan trọng là Cain đã không vâng lời Chúa. Và bởi vì Chúa nhìn thấy của lễ của Abel, cho nên Cain đã ghen tương và giết em của mình. Ông đã không đi theo con đường máu, cái của lễ cao trọng nhất mà Thiên Chúa muốn ông dâng cho họ, muốn dâng cho Ngài. Rồi vào thời của ông Noê cũng vậy. Tại sao Thiên Chúa lại cho một trận hồng thủy như vậy để tiêu diệt tất cả nhân loại này, và chỉ một mình gia đình Noê và những con vật ở trong tàu được cứu sống thôi? Tại sao vậy? Bởi vì máu thời đó đã đổ ra quá nhiều, cho nên Thiên Chúa đã ghê tởm cái thứ loài người mà Thiên Chúa tạo dựng nên, cho nên Thiên Chúa đã hủy diệt hết bằng một trận hồng thủy. Và rồi sau khi mà ông Noê ra khỏi tàu,
thì Chúa đã truyền cho ông rằng ngươi phải xây dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa và lấy những con thú thanh sạch và chim thanh sạch làm của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, nghĩa là máu đã đổ ra quá nhiều thời Noê. Và rồi sách Sáng Thế viết lại rằng Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon và Đức Chúa tự nhủ, ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Noê vâng lời Thiên Chúa, dâng Chúa những của lễ hy sinh, sát tế những con vật bằng máu. Và rồi đến ông Abraham. Tại sao Chúa lại đòi ông phải giết người con của mình để mà dâng Chúa của lễ hy tế, của lễ toàn thiêu? Phải dâng Chúa máu. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem. Chúng ta thử nghĩ xem cái lúc đó Abraham xót xa đến như thế nào, bởi vì Chúa hứa rằng ta đã chọn ngươi, bây giờ ngươi hãy ra đi và giờ ta bán cho ngươi một đứa con, ngươi hãy dâng đứa con đó cho ta. Chúng ta thử nghĩ coi lúc đó ông Abraham lòng ông tan nát đến như thế nào. Chắc có lẽ lòng ông bị một cái sự đối lập ghê gớm lắm, phải không? Tại sao Chúa ngược ngạo vậy? Chúa hứa cho con sẽ trở thành một dân tộc vĩ đại. Bây giờ có một đứa con mà Chúa cho con ở tuổi già. Bây giờ Chúa lại bảo con giết nó đi thì còn cái gì nữa? Nhưng mà ông vẫn tin. Và rồi khi ông giơ tay lên định sát tế con mình, thì Chúa nói Abraham, Abraham dừng lại. Ta đã thấy lòng của ngươi, đừng động đến con nhỏ. Và một thiên thần đã giữ tay ông lại và chỉ cho ông một con cừu đang, hay là một con vật gì đó đang mắc trong bụi cây, lấy ra mà làm lễ của lễ toàn thiêu cho ta, bởi vì ta thấy được lòng của người. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta cứ mượn lòng của Abraham đau đớn như thế nào khi chấp nhận giết con của mình để vâng ý của Thiên Chúa, thì chúng ta tự hiểu xem lòng của Chúa Cha, lòng của Thiên Chúa Cha khi ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô mà con của Ngài chết trên thập giá như vậy, thì lòng của Ngài tan nát đến như thế nào? Có ai ngăn lại không? Không ai ngăn lại hết. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn cứu độ, nhưng nó đã cost, nó đã lấy của Thiên Chúa chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Cho nên Thiên Chúa đã vui nhận lòng trung thành của Abraham đã ngăn ông lại. Và bởi vì ông làm đẹp lòng Thiên Chúa, dám dâng hiến chính con ruột của mình. Chính con ruột của mình. Còn Thiên Chúa, như con nói thì sao? Ngài đã phải đau đớn đến vô cùng để hiến tế người con duy nhất của mình bằng chính giá máu của người con đó, con người, cho con người chúng ta có thể nhận ra được tấm lòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và rồi cũng lại là máu. Đêm hôm đó trong đất Ai Cập, chúng ta nhớ không? Sau khi Chúa nói với ông gì? Ông vua dân Ai Cập đó, là ông gì cơ? Rapho hả? Pharao. Ông Pharao, Chúa nói hãy để dân ta đi vào trong hoang địa để thờ kính ta. Chúa muốn giải thoát dân của Chúa, ông không nghe. Bao nhiêu những tai ương xảy ra, ông không nghe. Để rồi cuối cùng Chúa nói đêm hôm đó, điều gì xảy ra vậy? Thiên Chúa phán, ai nấy bắt một con chiên cho nhà mình, một con chiên, sát tế vào lúc xế chiều, bôi máu lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua. Các ngươi sẽ không bị tai họa tiêu diệt khi ta giáng xuống trên đất Ai Cập. Và chúng ta nhớ không? Đêm hôm đó, toàn đất Ai Cập đã trải qua một đêm kinh hoàng, bởi vì mọi con đầu lòng, từ nhà vua cho đến những người ngồi sau cối xay, cho đến các con vật đều bị giết hết, trừ những nhà nào có máu bôi trên cửa và ăn thịt chiên. Thịt chiên và máu chiên là dấu chỉ dân này thuộc về ta. Là dấu chỉ dân này thuộc về Thiên Chúa. Là dấu chỉ dân này sẽ được cứu thoát. Như vậy thì thịt chiên và máu chiên đã cứu họ.
tất cả mọi người sẽ phải khóc lóc đau khổ vì con đầu lòng của họ đã bị giết, trừ những ai có dấu hiệu của máu và ăn thịt chiên thì được tha. Thiên Chúa nói rất rõ, kính thưa quý bảo và anh chị em. Thiên Chúa không nói rằng khi ta đi qua, ta thấy sự tốt lành của các ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi. Hay là những điều gì đó các ngươi làm điều gì đó về tôn giáo. Không, Ngài nói rõ ràng như vậy. Khi thấy máu, ta sẽ bỏ qua, ta sẽ đi qua. Máu này là máu của con chiên vô tội, vô thể tích, con chiên vô tội. Máu này là máu của con chiên vô tội, vô thể tích. Máu này cứu dân Do Thái khỏi tội của Pharaô, cũng như dân của ông đã chống lại Thiên Chúa mà không để cho dân của Chúa đi. Cho nên, kính thưa quý bà và anh chị em, là dân thánh của Thiên Chúa, chúng ta đặc biệt lắm, 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 lắm. Chúng ta đặc biệt lắm, 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 lắm. Con nhớ cái năm nào đó ở Việt Nam có một cái trận bão rất là lớn, không biết bao nhiêu những con người chết. Và trận bão đó đa số những người đi biển là chết, mà những ai công giáo không bị sao hết. Bởi vì sao vậy? Cái trận bão đó nó xảy ra vào tuần thánh. Tất cả những người đi biển là người công giáo, họ đều vào bờ để đi tham dự tuần thánh, không một người nào chết. Còn những người nào không phải công giáo, họ về làm gì, phải không? Chết hết ngoài biển khơi. Năm nào con quên rồi, nhưng mà họ xác định rất là rõ luôn. Cho nên là dân của Thiên Chúa, những người thuộc về Chúa, chúng ta quan trọng lắm. Cho nên từ đó trở đi, người Do Thái mới ăn thịt chiên để mừng lễ vượt qua của họ. Con nhớ khi mà con còn nhỏ đấy, vào ngày thứ năm tuần thánh đấy phải không? Không biết bây giờ chắc là hết chiên rồi phải không? Ở Việt Nam ngày xưa đó, ngày lễ thứ năm tuần thánh là có một con chiên. Sau lễ là rước đi chung quanh nhà thờ, sau đó xẻo ra mỗi một miếng. Trời ơi, quý lắm luôn. Hồi đó là con giúp lễ đó, mà thập thò mãi mới được một cái cục nhỏ chút xíu vậy. Về cả nhà chia nhau ra mỗi người một tí. Bây giờ chắc là có những giáo xứ mà còn truyền thống ở Việt Nam chắc là còn phải không? Chứ còn mình bên này thì chiên chiếc thì ăn bò bít tết ngon hơn. Nó là một biểu tượng nhưng rất quan trọng, kính thưa quý bảo và anh chị em. Nhờ có máu chiên và nhờ ăn thịt chiên mà họ được cứu thoát. Khi ta thấy máu, ta sẽ bỏ qua. Đây, kính thưa quý bà anh chị em, đó là câu chuyện của thời cựu ước. Đó là câu chuyện của thời cựu ước. Đấy, bôi cửa trên máu. Vậy thì sau này thời Tân Ước, khi Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giô-đan, ông đã thấy trời mở ra và thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu và có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con." Và rồi ngay sau khi Chúa Giêsu được làm phép rửa, ngày hôm sau ông Gioan thấy Chúa Giêsu đi về phía mình, ông nói câu gì? "Đây là chiên của Thiên Chúa, không phải chiên trong Ai Cập nữa, không phải chiên mà người ta ăn để mừng lễ vượt qua nữa, đây là chiên Thiên Chúa đầy đứng xóa tội trần gian." Lạ thật, tại sao ông Gioan thầy giả không nói đây là bò của Thiên Chúa, đây là sư tử của Thiên Chúa, đây là đại bàng của Thiên Chúa, cái gì đó cho nó hoành tráng, cho nó lớn lao, cho nó khác tí đi. Đây là chiên Thiên Chúa. Vậy thì cái con chiên đó ở trong Ai Cập đó, nó liên can gì tới cái con chiên mà hôm nay ông Gioan ông dùng hình ảnh đó để tuyên bố cho mọi người không? Và chiên Thiên Chúa mà ông Gioan tuyên bố ở bên cạnh sông Giô-đan có liên hệ gì đến chiên mà ngày hôm nay vị chủ tế linh mục giơ lên và nói với chúng ta rằng đây chiên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Vậy là quý ông bà anh chị em đã hiểu rồi phải không? Một thánh lễ của chúng ta không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bao nhiêu ngàn năm rồi, từ cựu ước đến tân ước và đến trong thời buổi của chúng ta ngày hôm nay.
cả một trình dài lắm, kính thưa quý bà và anh chị em, ý nghĩa của thánh lễ của người Công giáo chúng ta. Trong thánh lễ, khi vị linh mục nài xin Chúa Thánh Thần xuống trên lễ vật là bánh và rượu, Ngài lặp lại lời truyền phép của chính Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Ngài lập bí tích thánh thể. Lời này là trọng tâm của phục vụ thánh thể. Sau khi đó, Ngài nâng lên và nói với tất cả sự trang trọng và cung kính để lời tuyên bố của Gioan Thầy Giả ngày xưa rằng đây là chiên của Thiên Chúa. Nếu con chiên ngày xưa trong Ai Cập đã cứu người Do Thái, máu đó được bôi trên cửa mà người ta ăn thịt chiên, người ta được thoát chết. Thì chiên ngày hôm nay do quyền năng của Chúa Thánh Thần biến đổi từ bánh và rượu trở thành thịt và máu, có thể cứu thoát linh hồn chúng ta, có thể cứu thoát khỏi chúng ta khỏi lửa đời đời, có thể làm cho chúng ta được thoát khỏi cái án chết mà chúng ta mang trong máu của mình, là máu của tổ tiên chúng ta, ông A-dông và bà Eva từ ngàn xưa. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, con chiên ở Ai Cập, con chiên trên thập giá và chiên Thiên Chúa trong thánh lễ mang lấy một sự liên hệ để cho chúng ta tin vào mầu nhiệm máu của Chúa đã đổ ra trên thập giá. Vậy thì ngày hôm nay đến đoạn này chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của thập giá là gì chưa? Vậy mà ngày hôm nay người ta muốn gạt thập giá ra đó. Chính những nơi mà là nền tảng của Công giáo châu Âu, người ta muốn gạt ra, ma quỷ nó muốn cho con người đừng có nhớ gì tới cái ông Giê-xu nữa, đừng có nhớ tới cái giá mà ông đã trả cho các ngươi nữa, quên ông đi, mà lo sống cái cuộc sống ngày hôm nay sao cho nó enjoy, cho nó thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ly dị thì ly dị, muốn gian tham như thế nào thì tùy. Và chúng ta hay quên lắm, cho nên hôm nay chúng ta nhắc cho nhau điều rất căn bản này. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, nơi thập giá của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không chỉ đổ máu ra để thanh tẩy linh hồn chúng ta, để thanh tẩy lương tâm chúng ta, mà máu đó còn thánh hóa và nuôi dưỡng chúng ta nữa. Và chúng ta kinh nghiệm điều này. Chứ nếu không, cha Thông ngồi trong kia, cha gì? Cha Dũng ngồi ngoài kia, cha Thông ngồi để làm gì? Chúng ta cần phải gì, phải đến với mấy ông cha này làm gì? Xưng tội như những người nào người tin, xưng vào cái lọ đó, xong đi ra cầu dục đi là xong rồi, phải không? Thử đi xem. Bây giờ ra ngoài kia kìa, gặp cái ông homeless nào đó, bảo ông ơi, tôi cần xưng tội mà tôi gặp mấy ông cha tôi ngại quá, bây giờ ông ngồi đây ông nghe tội tôi cho ông $20. Rồi nói với họ tội của mình xem, rồi ông làm y chang như vậy xem, liệu mình có được sự bình an như thực sự khi mình đến với các linh mục của Chúa mà được ơn xá giải không? Quý ông bà anh em biết vì sao không? Không phải là bởi các cha đâu, nhưng mà bởi vì máu Chúa đổ ra để thanh tẩy tội lỗi lương tâm trong tâm hồn chúng ta. Cho nên chúng ta mới cảm thấy được sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Một cái sự mà không có gì có thể làm cho chúng ta được. Máu Chúa đã đổ ra, cho nên mỗi lần đi xưng tội, đừng quên rằng Chúa phải thanh tẩy tâm hồn của chúng ta bằng chính máu thánh của Ngài. Giống như ở nhà vậy, mình muốn giặt sạch đồ thì mình phải có xà bông. Quần áo nó mới sạch, nó mới thơm. Tâm hồn của chúng ta muốn được thanh tẩy, muốn được bình an, muốn được nhẹ nhàng, muốn được thanh thoát, muốn được thánh thiện, phải có máu của Chúa đổ ra, mặc dù mắt chúng ta không thấy. Và đó là bí tích. Bí tích là những dấu chỉ bề ngoài để truyền thông ơn bên trong cho chúng ta được nên thánh. Đấy, vậy thì máu Chúa không chỉ đổ ra để thanh tẩy chúng ta nhé, mà còn thánh hóa chúng ta. Nếu vợ chồng của chúng ta mà cứ sống với nhau vài bữa được thì ở, không được thì bỏ, dễ lắm. Nhưng mà một cặp vợ chồng có bí tích mà bỏ nhau rất khác với một cặp vợ chồng tự nhiên chỉ đến với nhau thôi mà không có bí tích. Bởi vì nơi bí tích máu của Chúa kết chúng ta lại. Một linh mục của Chúa khi đã chịu chức linh mục rồi là linh mục đời đời, bởi vì máu thánh của Chúa ngang qua bí tích chuyển chức thánh đã siêu cái người đó lại rồi. Tất cả các bí tích chảy ra từ đâu?
từ cạnh nương lòng của Chúa Giêsu, từ trái tim của Chúa Giêsu, nơi đó máu và nước chảy ra đến giọt máu cuối cùng để lập nên 7 bí tích cho chúng ta. 7 bí tích đó thánh hóa chúng ta. Ngày chúng ta lấy nhau, chúng ta có muốn ly dị sau này không? Không, chẳng có ai lấy nhau mà nghĩ là thôi sau này mình lấy vài bữa rồi mai mốt mình ly dị, không có. Lúc đó mình rất yêu thương nhau và bởi vì tình yêu đó mình muốn gắn kết với nhau cả đời. Nhưng mà tự thân con người mình gắn kết với nhau không nổi đâu. Quý bà chị em kinh nghiệm điều đó hơn con, bởi vì con không có phần kia, con đâu biết. Nhưng mà quý bà chị em kinh nghiệm được, tự sức mình không còn ngồi ở đây với nhau, hai cái đầu bạc ngồi với nhau được đâu. Bởi vì máu thánh của Chúa trong bí tích siêu chúng ta lại. Cũng một hành động đó thôi, ăn nằm với nhau thôi, phải không? Nhưng mà một người không có bí tích, người ta đi ra ngoài khi ăn nằm với người ta, nó không ảnh hưởng nhiều bằng một con người đã được thánh hóa bằng bí tích. Thì cái tội, cái sự áy náy về mặt lương tâm của mình nó nặng hơn rất là nhiều, bởi vì máu Chúa đã dính ở trong bí tích đó. Và tất cả các bí tích đều như vậy hết, kính thưa quý bà anh chị em. Cho nên mỗi lần chúng ta đi xưng tội, nhớ nhá, máu Chúa đổ ra đây. Chứ không phải cứ đơn giản vô thưa cha, con blah 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 blah. Cái gì cha? Việc đền tội hả? Bác kính mừng hả? Ok. Ra ngoài đọc lặp 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 xong thôi. Không có đâu. Cho nên mỗi lần kính thưa quý bà và anh chị em, mỗi lần chúng ta đi xưng tội, một trong những bước quan trọng của việc xưng tội đó là ăn năn tội. Và đối với con đó, mình phải có một bước nữa, đó là enjoy cái moment of forgiveness. Bởi vì nó rất quan trọng. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng thôi. Khi chúng ta phạm một tội mà lẽ ra chúng ta phải chịu đi tù 20 năm. Bây giờ có một ông luật sư, ông bào chữa cho chúng ta để rồi chúng ta được tha bổng luôn. Trời ơi, chắc mình mừng lắm, phải không? Ngày hôm sau là mình mang quà này, mang tiền này, mang phong bì này đến biếu ông. Ông muốn cái gì tôi sẵn sàng hết. Bởi vì thoát được 20 năm, 30 năm tù cơ mà. Tha trắng luôn. Với những tội trọng của chúng ta đó, nếu chúng ta chết trong tình trạng tội lỗi đó, chúng ta ở hỏa ngục muôn đời, không bao giờ thoát ra được. Vậy mà hôm nay Chúa tha bổng. Mình không hề cảm thấy hạnh phúc. Mình không hề cảm thấy sung sướng. Mình không hề cảm thấy oh my God, I'm so happy. No. Xưng tội mà cha khuyên lâu lâu là thấy khó chịu rồi đó. Ra việc làm việc đền tội là làm quý quá cho nó xong. Không bao giờ ngồi để mà cảm nhận cái enjoy moment of forgiveness. Bởi vì nếu mà chúng ta không có enjoy cái moment of forgiveness, chúng ta không có hạnh phúc vì được tha thứ đó, thì lần sau gặp tội phạm tiếp. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì phạm tội là sung sướng mà, phải không? Mình phải biết rằng mình được tha thứ như thế nào. Mình hạnh phúc vô cùng, Chúa ơi, con vui lắm. Và nếu như được đó, chúng ta phải quỳ sụp xuống thập giá mà tạ ơn Chúa, bởi vì máu Chúa đổ ra đấy. Nếu không có máu thì không có ơn tha thứ. Và đã bao nhiêu lần trong đời chúng ta rồi, tội lớn, tội nhỏ, tội trọng, tội nhẹ, tội từ Việt Nam sang đến Mỹ, rồi tương lai liệu chúng ta có còn phạm tội nữa không? Chắc là vẫn còn. Chúa vẫn tha, máu vẫn đổ ra. Khi tế thập giá mà chúng ta muốn nói với nhau là như vậy, thì quả thực, kính thưa quý bà và anh chị em, ông đó quả thực là con Thiên Chúa. Chúng ta cứ nhìn sâu vào kinh nghiệm đời sống đức tin của chúng ta, đời sống trong tâm hồn, linh hồn của chúng ta, thì chúng ta phải quả thực rằng ông đó là con Thiên Chúa. Cho nên với chúng ta mới có cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc sống của linh hồn đó, chứ còn không có ý nói được cuộc sống như là bình thường ở ngoài đâu. Và không chỉ thánh hóa chúng ta trong các bí tích, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà máu đó đổ ra còn nuôi dưỡng chúng ta nữa. Và nuôi dưỡng đó là bằng thịt và máu của Chúa, kính thưa quý bà và anh chị em. Vậy thì cao quý thay thánh giá của chúng ta, thập giá của Chúa chúng ta, thánh giá của Chúa chúng ta. Mỗi lần chúng ta lên rước Chúa, thịt và máu đó thực sự là máu và thịt của Chúa, và chúng ta cảm nhận được. Và nếu chúng ta lấy đơn giản bằng đức tin của mình thôi, con tin, nó có một sự bình an trào ngập trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi mình take for granted, mình không có cảm thấy
cái gì là quan trọng hết. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, người ta càng xem thường thập giá thì thập giá càng có giá trị. 117 cái thánh tử đạo Việt Nam là cha ông chúng ta đó, nhờ cái gì mà các ngài trở thành những vị thánh vậy? Nhờ cái gì vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em, nhờ chính thập giá của Chúa. Chúng ta biết cái vị thánh kia là ai không? Dạ vâng, thánh nữ Inê Lê Thị Thành, sinh tại làng Bái Điền, địa phận Thanh Hóa vào khoảng năm 1781. Tại Nam Định, bà đã bị lôi ra tòa, bị đánh đập nhiều lần nơi công đường, khi thì bằng roi, khi thì bằng cây củi lớn, nhưng bà vẫn một mực trung kiên tuyên xưng đức tin. Lính vừa đánh, vừa lôi bà dẫm lên thánh giá. Bà vùng ra, rồi nằm sụp xuống, ôm lấy thánh giá. Bà cầu nguyện: Chúa con ơi, xin thương con không bao giờ bỏ Chúa đâu. Họ cậy con là đàn bà yếu đuối mà ép lôi con dẫm lên thánh giá. Con không bỏ Chúa đâu, con không bỏ Chúa đâu, xin Chúa thương con. Thế là ông quan nghe thấy vậy, quát lớn: Con mụ già này to gan thật, được, để ta xem ngươi to gan đến đâu. Quân bay đâu, đem rắn độc ra cho ta, túm lấy quần áo của nó và cột lại, thả rắn độc vào mình nó xem, để nó to gan đến cỡ nào, xem Chúa nó có cứu nó không. Và lính thi hành, nhưng bà vẫn bình tĩnh đứng yên. Quan đi từ khoái chí đến kinh ngạc, rồi giận dữ: Lôi nó vào ngục, đánh cho nó thêm một trận như đòn, đánh cho máu toát ra, và áo quần của nó phải đẫm máu mới thôi. Thế là con của bà, tên là cô nụ, đến thăm, xin thăm nuôi mẹ. Một người lính lôi bà đê ra, vừa thấy mẹ, cô Lucia nụ òa lên khóc, bởi vì thấy mẹ quá tiều tụy, quần áo rách nát, đẫm máu, nhưng bà vẫn vui vẻ an ủi con: Mẹ ơi, sao quần áo của mẹ tả tơi đẫm máu đến như thế này? Con ơi, con đừng khóc, con hãy vui mừng với mẹ, bởi vì mẹ đang mặc áo hoa hồng đấy con ạ. Trời ơi là trời, đang mặc áo hoa hồng đấy con ạ. Áo này là áo đau khổ vì Chúa mà con. Con phải vui mừng với mẹ mới đúng. Mẹ ơi, sao mẹ khổ thế này? Con ơi, con đừng khóc nữa, mẹ đang sung sướng kia mà. Mẹ sắp được chết cho Chúa đây, còn gì phúc hơn. Con phải mừng với mẹ, cảm ơn Chúa với mẹ mới đúng chứ. Con hãy về đi và cho mẹ gửi lời hỏi thăm mọi người. Các con hãy cố gắng giữ đạo cho sốt sắng, rồi một mai mẹ con chúng ta sẽ được đoàn tụ trên thiên đàng. Wow! Bên cạnh những cực hình của ngục tù đòn vọt, bà Đê lại mắc thêm một bệnh kiết lỵ. Chính trong cảnh tù đầy đòn vọt bệnh thật này, bà đã nhìn lên Đức Giêsu tử nạn để tìm thấy lẽ sống cho đời mình. Bà đã nhìn lên Đức Giêsu tử nạn để tìm thấy lẽ sống cho đời mình, để múc lấy sức mạnh từ thánh giá cho đến hơi thở cuối cùng. Và cũng như Đức Giêsu trên thánh giá, bà đã cầu nguyện cùng Chúa trong cơn hấp hối rằng: Lạy Chúa, xưa Chúa đã chết cho con, thì nay con xin hết lòng vâng theo ý Chúa, xin Chúa tha thứ cho họ, cũng như tha hết mọi tội của con. Rồi bà gục đầu tắt thở trong tay người con gái của mình. Cô nụ đã ôm mẹ, ôm xác của mẹ khóc nức nở, và bà Đê đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 12 tháng 7 năm 1841, sau 3 tháng bị giam cầm, thọ 60 tuổi. Kính thưa quý bà và anh chị em, một con người đàn bà như thế, một con người mảnh mai, quê mùa, yếu đuối như thế, làm sao có thể chịu được những điều này nếu nơi thập giá của Thiên Chúa chúng ta không có một sức mạnh? Thập giá của Chúa có một sức mạnh đấy, kính thưa quý bà và anh chị em ạ. Cho nên chúng ta thấy không, có vị thánh nào mà lại không có cây thập giá trên bức tượng, trên bức ảnh của mình không? Thánh John Newman, ngày mà ngài làm giám mục, ngài chọn câu khẩu hiệu giám mục của ngài là "The Passion of Christ Strengthen Me". Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá trở nên sức mạnh cho tôi. Wow, cái câu đó rất đặc biệt, kính thưa quý bà và anh chị em. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá trở nên sức mạnh cho tôi. Có nghĩa là ngài cảm thấy Chúa Giêsu trên thập giá yêu thương ngài vô cùng.
chúng ta có thấy được sức mạnh đó từ nơi thập giá của Chúa không? Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng rằng như Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào thì khi con người được dương cao lên để những thì khi con người được dương lên con người cũng kéo lên, bởi vì những ai tin và tin vào người thì người đó được ơn cứu độ. Con rắn ở trong sa mạc, ông Môi-se đã đúc con rắn đồng, người ta nhìn lên được chữa lành. Chúa Giêsu nói cũng vậy, như con rắn trong sa mạc được dương cao lên thế nào thì con người cũng vậy, để những ai nhìn lên và tin vào Ngài. Mỗi người chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có những đau khổ của mình, chúng ta có những bế tắc của mình, chúng ta có những sự gì đó của mình, và đôi khi mình không biết lấy sức mạnh từ đâu. Hãy thở một lần đi, quỳ xuống trước thập giá Chúa, nhìn thẳng lên đôi mắt của Ngài, nhìn bằng con mắt đức tin, nhìn bằng con mắt tâm hồn của chúng ta, nhìn thẳng vào con mắt của Ngài trên thập giá, chúng ta sẽ thấy. Bố con mới qua đời cách đây mấy tháng. Lúc đó đi giúp đại hội Thánh Mẫu đó. Sau khi con giảng ở đại hội Thánh Mẫu xong là lên máy bay về Việt Nam luôn. Bị ung thư từ năm 2018. Lúc đó bác sĩ nói chỉ còn 6 cho đến 8 tháng nữa thôi. Vô chemo 12 lần, bạch cầu tiểu cầu trong máu nó xuống quá nhiều, không thể vào được nữa. Surrender, Chúa muốn gì thì tùy Chúa. Con hết lòng cầu nguyện với Thánh John Newman. Lúc đó con đang còn làm việc ở tại đền thánh của Ngài. Con hù Ngài, con bảo Ngài khôn hồn thì chữa cho bố con. Bởi vì con nghe Ngài chữa rất nhiều người rồi. Bây giờ con cầu nguyện tha thiết như vậy mà không có điều gì xảy ra với bố con thì xin Ngài cứ ở nhà, đừng hòng mà đi đâu. Bố con dần dần khỏe lại. Và bố con sống thêm được 5 năm nữa. Và trong 5 năm đó, bố con đã sống với tất cả lòng biết ơn Chúa dành cho Thiên Chúa. 2 lần con hỏi bố con, bố ơi, bây giờ nếu mà bố nhắm mắt lại, cái thân xác này nhắm mắt lại mà mắt linh hồn của bố mở ra, bố nhìn thấy Chúa mặt đối mặt, bố sẽ nói với Chúa điều gì? Bố con nói rằng, bố sẽ nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con xin hết lòng tạ ơn Ngài. Lúc đó còn mấy ngày nữa thôi là bố con mất, đau đớn lắm. Giai đoạn cuối mà, nó ra hết mọi nơi. Bác sĩ diễn tả giống như một cái thùng sơn đó, mà nó rơi xuống. Thì những cái sơn nó tung tóe ra, nó bắn hết lên tường như vậy. Bây giờ làm sao để mình cạo được? Không cạo được. Giai đoạn 4. 4 tiếng phải trích morphine một lần. 4 tiếng phải trích morphine một lần. Và tăng liều, bởi vì dần dần nó nhờn luôn, đau đớn vô cùng. Cái chỗ mà bố con dựa vững chắc nhất là thập giá của Chúa. Ôm lấy thập giá của Chúa như thế này. Con hỏi bố ơi, mỗi lần bố ôm lấy thập giá của Chúa bố cảm thấy gì? Bố con nói, mỗi lần bố ôm lấy thập giá của Chúa, bố ôm lấy chính Chúa. Và bố Chúa ban cho bố có một cái sự bình an nó sâu hơn là những đau đớn trên thể xác. Ghi lên thập giá của Chúa như vậy. Và con không bao giờ quên hôm đó, chuyến xe cứu thương đưa bố con từ bệnh viện Chợ Rẫy về Ba Mươi Thuật. Trên suốt một chuyến xe cứu thương như vậy, thì mẹ con ngồi dưới, con ngồi ngay bên cạnh. Bố con cứ ôm lấy thập giá như vậy, ôm siết lấy thập giá như vậy. Suốt một chặng đường 8 tiếng đồng hồ trên xe cứu thương. Wow. Bố con bình thản ôm lấy thập giá của Chúa. Con nhìn thấy rất rõ thập giá của Chúa có một sức mạnh. Cứu độ chúng ta không chỉ là tha thứ tội lỗi vào trong cõi của Thiên Chúa đâu. Ngay trong chính những đau khổ của chúng ta. Hiện tại bây giờ, bởi vì so ra những đau khổ của chúng ta có đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể bằng được đau khổ của Chúa chúng ta trên thập giá. Và nếu mình biết kết hợp cái đau khổ của mình với Chúa đó, kính thưa quý ông bà và anh chị em, những đau khổ của quý ông bà anh chị em sẽ được thánh hóa. Con chứng kiến điều đó bằng con mắt của mình, bằng cảm nhận của một người con dành cho bố mình, bằng cảm nhận của một linh mục đang chứng kiến một con người đang đối diện với cái chết, đang đau khổ đến tột cùng. Nơi đó, Chúa ban sức mạnh ngang qua thập giá của Chúa. Cho nên đừng chờ tới khi đau khổ mới ôm lấy thập giá của Chúa. Hãy ôm ngay từ bây giờ.
hãy sắm cho mình một cây thập giá thật đẹp. Có một điều lạ lùng là người Công giáo chúng ta, tại sao khi mình nhìn lên thập giá mà nhìn Chúa càng đau khổ thì mình càng thích? Phải vậy không? Hôm đó có một con về Việt Nam, có một chị nhờ con: cha ơi, cha vô nhà thờ Kỳ Đồng, cha mua dùm con một cây thánh giá, cha mang qua nhé. Sau đó thì chị lại nhờ em của chị đến để mà cùng đi với con chọn cái thập giá. Mà cái chị đó là người lại, cái chị em là người không Công giáo. Thế là con bảo thôi bây giờ chị vô đấy, nhà sách Kỳ Đồng nhiều lắm, thập giá nhiều treo đầy những tường, chị cũng chọn nào chọn. Thế là bảo thôi cha chọn đi. Thế là con đi con chọn. Chị bảo trời ơi cha ơi, cái này nhìn ghê quá. Tại sao khi mình nhìn lên thập giá của Chúa là người Công giáo, mình thấy Chúa càng đau khổ, Chúa càng đau thì mình lại thích? Có thích không? Không à? Không phải thích, ý con nói không phải thích, xin lỗi. Nhưng mà đại khái là mình cảm thấy mình yêu mến nhiều hơn, phải không? Phải không? Đấy. Mình cảm thấy mình yêu mến nhiều hơn bởi vì nơi đó mình cảm nhận được cái tình của Chúa dành cho mình. Vậy thì kính thưa quý bảo và anh chị em, nơi thập giá của Chúa có một sức mạnh. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại này và không có gì có thể so sánh được. Nếu máu Chúa Giêsu không đổ ra, không có ai được tha thứ cả. Không có cái giá nào có thể xóa được tội lỗi của chúng ta cả. Nếu máu của Chúa Giêsu không đổ ra, thì nhân loại này sẽ chầm luôn muôn đời. Sẽ chầm luôn muôn đời. Để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, có ai đền thay cho chúng ta, có ai trả thay cho chúng ta, và đó chính là con của Thiên Chúa. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, Thiên Chúa là đấng công thẳng. Ngài không thể nào mình phạm tội xong Ngài nói ô ông cha Linh, ta tha cho ngươi nhé. Bởi vì Thiên Chúa là đấng công thẳng mà, phải không? Phạm thì phải trả. Này chị phạm tội rồi, ta tha cho ngươi nhé. Không có dễ dàng như vậy được. Thiên Chúa là đấng công thẳng, nếu phạm thì phải trả, có nhân thì có quả. Nhưng mà chúng ta đã có người trả thay cho chúng ta, mà người đó lại là con của Thiên Chúa. Con biết một ông cựu chiến binh người Mỹ, ông đã từng chiến đấu ở Khe Sanh, Quảng Trị, là nơi đã đổ ra cái trận chiến đẫm máu năm 1968. Và ông nói rằng hàng năm, kính thưa quý bà và anh chị em, ông đều trở về cái nơi đã xảy ra cái trận chiến hôm đó, bởi vì người lính bạn của ông đã chết thay cho ông trong trận đánh đó. Và ông nói ông không thể nào quên được cái khoảnh khắc đó, cái ngày hôm đó, cái trận đánh đó, bởi vì người bạn của ông đã cố tình hy sinh để cho ông được sống. Cho nên hàng năm ông đều trở về cái chỗ đó, ông ngồi tại nơi đó để ông cảm nhận được sự sống của bạn ông, người đã dành sự sống đó cho ông. Ông về nơi đấy để ông biết rằng cuộc sống ông đang sống hiện tại ngày hôm nay quý giá vô cùng. Cho nên mỗi lần ông mệt mỏi với cuộc sống, ông về lại đó, ông về lại Mỹ, ông sống thanh thản hơn, mạnh mẽ hơn, bởi vì ông biết có một người đã chết cho ông. Thì từ hôm nay trở đi, ông phải sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, ông sống phải có ý nghĩa nhất. Ước mong sao cuộc sống của chúng ta, mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa, chúng ta cũng nói như vậy: lạy Chúa, con phải sống tốt. Con phải sống tốt nhất, hạnh phúc nhất có thể, bởi vì Chúa đã chết cho con rồi. Cho nên Chúa nói, ta đến để chúng được sống và sống dồi dào. Vậy thì cụ thể bây giờ phải làm sao đây? Kính thưa quý bà và anh chị em, bây giờ trước khi chúng ta đi vào trong cái cụ thể, chúng ta hãy nhìn lên và tưởng tượng rằng đây thực sự một lần Chúa đã chết của chúng ta.
của Chúa trong lòng, thập giá đời ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Bây giờ chúng ta nhắc lại, hát lại cái lời này như lời Chúa nhắc cho chúng ta. Thay vì anh em, chúng ta nhắc rằng: Con ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Chúa làm. Con ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Con ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Chúng ta giơ cao tay lên. Con ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên công việc ta làm. Con ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình ta ban. Rồi giờ chúng ta nhắc cho mình nha. Tôi ơi, đập vào ngực mình này, vỗ vào ngực mình. Tôi ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Tôi ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Vỗ qua người bên cạnh. Anh ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Chị ơi, xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Rồi bây giờ chúng ta cụ thể nhá, thái độ nào chúng ta cần phải có đối với thánh giá của Chúa trong đời sống từ hôm nay cho đến khi chúng ta ra trước mặt Chúa. Để con đề nghị những phương pháp như thế này. Thứ nhất, mỗi lần làm dấu thánh giá, hãy ý thức hơn về linh hồn của mình. Bởi vì khi quý ông bà và anh chị em được mang đến nhà thờ, được lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta nhớ vị linh mục làm điều gì đầu tiên không? Đúng rồi, Cha ghi dấu thánh giá trên trán các con, và cha mẹ cũng như những người đỡ đầu cũng ghi dấu thánh giá trên trán các con. Trán đây không phải cái trán này đâu, mà ghi dấu thánh giá trong linh hồn chúng ta. Cho nên trong giáo hội có ba bí tích mà chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Bởi vì nơi ba bí tích này ghi vào linh hồn của chúng ta một dấu thiêng liêng không bao giờ mất được. Đó là linh hồn, đó là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích truyền chức thánh. Một linh mục đã được truyền chức bởi đời là linh mục của Chúa, không xóa được. Như vậy thì khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, dấu thánh giá của Chúa, dấu cứu độ của Chúa ghi trên chính linh hồn chúng ta. Cho nên từ hôm nay trở đi, mỗi lần mình làm dấu, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy nghĩ đến linh hồn của mình mà ý thức hơn. Thứ hai, mỗi lần đi qua thánh giá, hãy tỏ lòng cung kính tôn thờ, không phải bên ngoài nhá, chào cái rồi đi nhá, mà từ bên trong trái tim của mình với những gì chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay. Bởi vì trong giáo hội, một năm trời có một ngày giáo hội dành ra để tôn kính thờ phượng thánh giá Chúa là ngày nào? Thứ sáu tuần thánh. Mình không thể ngày hôm nay mình gặp người này, ô chào chị nhá, nhưng mà ngày mai mình gặp, đâu biết bà đâu. Không thể như vậy được phải không? Không thể ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta tôn kính thập giá của Chúa, thờ phượng thập giá của Chúa, mà những ngày thường chúng ta nhìn thấy thập giá, đi qua thập giá chúng ta lại tảng lờ. Tại không tỏ ra một thái độ. Như vậy thì xét ở nghĩa con người thôi, chúng ta đã không xứng đáng rồi, chứ đừng có nói ở nghĩa thiêng liêng. Thứ ba, mỗi lần nhìn lên thánh giá, hãy quyết tâm sống tốt hơn, bình an và hạnh phúc hơn. Bởi vì có một con người đã chết, giống như cái ông Mỹ, ông lính Mỹ vậy đó. Ông về khe xanh, ông ngồi cái chỗ bạn ông đã chết cho ông, và ông làm mới lại cuộc sống của ông. Bởi vì ông biết mạng sống ông đang sống ngày hôm nay được trả bằng giá của một con người. Mỗi lần chúng ta nhìn lên thánh giá, hãy quyết tâm sống tốt hơn, bình an và hạnh phúc hơn. Thứ tư, mỗi lần gặp đau khổ, gặp chuyện trái ý, hãy nhìn lên thánh giá Chúa và suy gẫm về năm vết thương chí thánh của Chúa. Quý bạn xem tin con đi, khi chúng ta càng có cái tình yêu cho Chúa nơi những đau khổ của Ngài, tâm hồn của chúng ta càng có sự bình an.
Năm đó con đi giảng cho một giáo xứ Mỹ ở bên Seattle. 5:30 sáng là con dậy rồi. Thì thấy trong nhà thờ đèn mờ, mình bảo ai bật nhà thờ sớm vậy. Con đi ra, một bà cụ 85 tuổi, người Mỹ, đang đi những chặng đàng thánh giá. Con hỏi bà ơi, tại sao bà đi chặng đàng thánh giá sớm vậy? Bà bảo cha ơi, những chặng đàng thánh giá này đem lại sự sống cho tôi rất nhiều năm rồi. Ngày xưa ở Việt Nam con nhớ lắm, mỗi thứ sáu phải không? Đi chặng đàng thánh giá. Mỗi lần chúng ta đi chặng đàng thánh giá xong với tất cả lòng yêu mến của chúng ta có một sự bình an. Bởi vì có một cái tình yêu gì đó lớn lắm trong tâm hồn của chúng ta. Bởi vì có một cái sự đau khổ nào đó ghê gớm lắm đã xảy ra vì chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta gặp đau khổ, gặp chuyện trái ý bất kỳ từ cha mẹ, từ anh chị em, từ vợ chồng con cái, từ anh em trong cộng đoàn chung với nhau, cái chuyện gì đó muốn cho cái tôi của mình nó nhẹ xuống, nó nhỏ xuống, cứ suy gẫm về những vết thương của Chúa đi, mình sẽ thấy. Thứ năm, mỗi lần đi xưng tội, hãy ý thức rằng tâm hồn của mình được thanh tẩy bằng chính máu thánh của Chúa. Và cố gắng ngồi đó xưng tội xong, tra ra việc đền tội xong, ngồi đó mà enjoy cái moment of forgiveness. Cái khoảnh khắc mà chúng ta được tha thứ, nó hạnh phúc vô cùng. Chứ bằng không thì lần sau lại phạm tiếp. Mình phải có cái niềm vui bởi vì mình được tha thứ. Nếu mà lẽ ra hôm nay bố quất cho 5 roi mà bây giờ được bố tha cho là mừng lắm phải không? Lần sau là nghĩ tới cái đó là không dám nữa rồi. Thứ sáu, siêng năng đi đàng thánh giá và tôn thờ thánh giá trong mỗi thứ sáu, không chỉ trong tuần thánh mà trong mỗi ngày thứ sáu. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa đôi khi một chút thôi, chúng ta sẽ được sự bình an và nhất là chúng ta an ủi bởi vì Thiên Chúa vẫn đang phải đau khổ bởi vì tội lỗi nhân loại xảy ra trong thế giới ngày hôm nay. Nó còn ghê gớm hơn cái thời ngày xưa. Đấy, xin quý mình xem nhớ nha. Nhớ những điều này. Mỗi lần làm thờ, chúng ta đọc lại chung với nhau để cho nhớ nào. Mỗi lần làm dấu thánh giá, hãy... Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, amen. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Ngày mai chúng ta sẽ đi cái đề tài thứ hai, đó là ai ăn thịt và uống máu ta. Hôm nay máu đã đổ ra để thanh tẩy chúng ta, để xá tội cho chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống. Và ngày mai chúng ta sẽ nhìn thấy máu này, thịt này vẫn còn đang rất thật trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành mỗi ngày. À, xin cảm ơn quý cha, cảm ơn quý bà và anh chị em. Yeah. Cảm ơn cha nhiều. Quý bà, anh chị em, thời giờ nó quá rồi, cho nên nếu ai có câu hỏi thì chúng ta sẽ để lại ngày mai nhé. Chúng ta hỏi cha tiếp. Thì bây giờ anh Phước với các anh chị em trong bếp có ít đồ ăn cha lót lòng nhẹ nhẹ. Mời quý bà, anh chị em, chúng ta ở lại bàn và chúng ta cùng nhau hướng đến Đức Mẹ để dâng Đức Mẹ bài hát cảm ơn. Sẽ có nước mong ngày mai chúng ta mời những người khác đi đây đến đây nhá. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc bằng một giờ trầu sám hối trước mặt Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta những thái độ của chúng ta đối với thần giá và nhất là đối với bí tích thánh thể.
cũng như con sẽ ban phép lành đại xá cho những ai đến tham dự đầy đủ hai buổi tĩnh tâm này, cũng như là con sẽ chúc lành cho quý bạn trên mạng Reddit và xưng thánh của thánh Gioan Newman. Cho nên cố gắng ngày mai mời mọi người đi đông hơn nhá. Giờ đây xin Chúa ban chúc lành cho chúng ta cũng như toàn quán chúng ta. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.